Thiên Đạo Đồ Thư Quán, Trương Huyền. Chương 2951, cái mông ngươi có cái bất hay không? 2. Ngừng. Dầm. Không gian bốn phía giống như bị hắn một lời đóng băng, trường kiếm sắc bén vô song của Hưng Kiếm Thánh trong nháy mắt dừng tại chỗ, giống như cá bị đông ở trong nước. Đi. Lần nữa nhẹ nhàng hét một tiếng, kiếm khí ở đầu ngón tay hắn điểm lên, kiếm chiêu của Đoạt Mệnh Tam Kiếm lập tức sụp đổ, Hưng Kiếm Thánh như gặp phải trọng kích, vẻ mặt trắng bệch, liên tiếp lui về phía sau. Ngươi, ngươi, đây là một lời phong tỏa không gian. Con mắt của Hưng Kiếm Thánh trợn tròn, sợ tới mức run rẩy. Một lời phong tỏa không gian, đây là cổ thánh mới có thể làm được, mà âm sư hiện nay không ai có thể làm được, hắn lại hoàn thành, làm sao có thể. Không tính một lời phong tỏa không gian, chỉ là tâm cảnh của ngươi yếu kém, lời của ta ảnh hưởng ngươi, để ngươi ngừng vận chuyển chân khí mà thôi. Trương Huyền nói, luyện hóa đường chủ lệnh, thực lực có thể xưng vô địch dưới cổ thánh, nhưng muốn thi triển ra một lời phong tỏa không gian mà ma âm sư mới có thể sử dụng, còn làm không được. Sở dĩ có thể để cho đối phương dừng lại, giống như hắn nói, vận dụng tâm cảnh khác độ có thể so với Dương Sư, lại thêm sư ngôn thiên bẩm cùng sư giả chi tâm, ngôn xuất pháp tùy, lúc này mới thoáng cái dựng lên kỳ công. Thật ra thì, coi như không cần chiêu này, nhờ vào lực lượng bây giờ của hắn, đánh bại cũng dễ như trở bàn tay, nhưng còn lâu mới rung động như trước mắt. Lợi hại, lợi hại. Hưng Kiếm Thánh suy tư một chút, cuối cùng hiểu được, con mắt sáng lên. Lần nữa nhìn về phía thanh niên trước mắt, lại không còn chút tức giận, ngược lại càng xem càng thỏa mãn. Lúc trước nhi tử sinh ra đời, liền huyên náo động tĩnh cực lớn, biết không tầm thường, về sau xuất hiện biến cố, vốn cho rằng thiên tư sẽ mai một, không thể đạt tới huy hoàng trước kia. Nhưng nằm mơ cũng không nghĩ đến, lần nữa nhìn thấy. So với tưởng tượng còn mạnh hơn. Không cần hỏi, cái này nhất định là con của ta, cũng chỉ có hắn, mới có thể có loại năng lực cùng thủ đoạn như vậy. Hưng Kiếm Thánh càng nghĩ càng vui vẻ cười ha ha một tiếng, nhìn lại. Ngay cả Đoạt Mệnh Tam Kiếm mạnh nhất của ta cũng có thể phá giải, ta nhận thua. Vậy thì nhận thua. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Trương Huyền sững sờ. Còn tưởng rằng đối phương sẽ tiếp tục vướng víu, thẳng đến bị thương, không nghĩ tới nhận thua dễ dàng như thế. Việc này quan hệ tới mặt mũi Trương gia, vẫn có thể nhẹ nhõm thả xuống như vậy. Đối với vị gia chủ trước mắt này, cảm quan lập tức tốt hơn nhiều. Không sai, tiếp tục đánh xuống sẽ càng thêm mất mặt, còn không bằng sảng khoái thừa nhận. Hưng Kiếm Thánh cười ha ha. Thua người khác, khẳng định nhẫn không nổi, nhưng thua nhi tử, trong lòng ngược lại hết sức cao hứng. Tộc trưởng. Trương Vô Ngân ở một bên không nghĩ tới, tộc trưởng tự mình ra tay cũng thua, khuôn mặt lo lắng. Nhận thua, Trương gia không chỉ không truy cứu, còn phải xin lỗi đối phương. Đệ nhất gia tộc truyền thừa vài vạn năm, lúc nào nhận qua sỉ nhục như vậy? Ngươi muốn nói cái gì, ta biết, nhưng quyết định của ta, chính là gia tộc quyết định, sẽ không sửa đổi. Hưng Kiếm Thánh khoát tay áo, chẳng muốn tiếp tục nói nhảm, lần nữa nhìn về phía thanh niên trước mắt, dừng lại phút chốc, đổi thành truyền âm. Trương sư, ta muốn hỏi thăm ngươi một sự tình, mong có thể trả lời. Trương gia chủ có chuyện cứ hỏi, nếu Trương mỗ có thể nói. Nhất định biết gì nói hết không giấu giếm. Trương Huyền gật đầu. Có thể chủ động thừa nhận thất bại, hơn nữa cự tuyệt Trương Vô Ngân khuyên nhủ, vị trước mắt này, coi như rất có phong độ. Là như vậy. Khuôn mặt Hưng Kiếm Thánh có chút xấu hổ, khẩn trương nhìn qua. Trên mông ngươi có một cái bất màu đỏ hay không? Chương 2952, Trương Huyền là nhi tử ta. Một. Bớt, trên mông. Trương Huyền sững sờ. Sau khi xuyên tới đây, cái thân thể này tắm qua không biết bao nhiêu lần, từng kỹ càng quan sát, trên mông quả thực có cái bớt, chỉ bất quá đây là việc riêng tư, hầu như không người biết được, làm sao đối phương biết được. Chẳng lẽ cũng giống như mình, có cái thư viện, có thể tiến hành dò xét. Chẳng qua, bớt người người đều có, cũng không phải thiếu hụt gì, coi như thư viện cũng dò xét không ra nha. Huống chi hắn là diễn hư thể, thiên cơ cũng suy tính không ra, chớ nói chi là dò xét. Ngươi. Trương Huyền nhìn không được nhìn lại. Sinh nhật của ngươi là ngày 10 tháng 9. Thấy hắn thừa nhận, Hưng Kiếm Thánh khó kìm được kích động trong lòng, tiếp tục hỏi. Sinh nhật, ta là cô nhi, không biết sinh nhật là ngày nào. Trương Huyền kỳ lạ. Tiền thân của hắn từ nhỏ đã phiêu linh bên ngoài, không cha không mẹ, không nhà để về, chỉ biết hiện tại 20 tuổi, sinh nhật lúc nào, thật không nói ra được.
Nói thật với ngươi, thấy thanh niên trước mắt càng ngày càng mê hoặc, Hưng Kiếm Thánh nhịn không được nữa. Nếu như không sai, ngươi, hẳn là con trai mất tích của ta. Con của ngươi. Trương Huyền ngẩn ngơ, đầu óc nổ tung. Ngươi nói, là vị tiểu thiên tài kia. Vị Hưng Kiếm Thánh này, không chỉ là Trương gia gia chủ, càng là cha của tiểu thiên tài, nói mình có thể là con trai đối phương, chẳng phải tương đương với nói. Mình là vị kia. Mặt mũi Trương Huyền thẫn thờ, trong đầu hỗn loạn. Ngày ngày oán hận, vị tiểu thiên tài kia muốn cưới Lạc Nhược Hy, hận không thể đánh đối phương một trận tơi bời chút giận, nhưng nằm mơ cũng không nghĩ đến, lại là bản thân. Không đúng, ta chuyên môn đo lường qua huyết mạch, cùng Trương gia không có bất cứ quan hệ nào. Trương Huyền vội vàng nhìn qua. Trước đó từng hoài nghi mình có phải người hay Trương gia không, bởi vậy còn chuyên môn mượn huyết dịch của Trương Cửu Tiêu, lấy được kết quả lại là. Không có bất cứ quan hệ nào. Nếu nói bản thân đo lường không đúng, nhưng hắn còn chuyên môn đi qua huyết chỉ của Trương gia, không có cảm ứng chút nào. Các loại dấu hiệu đều cho thấy, cùng Trương gia không có nửa xu quan hệ, sao đột nhiên xuất hiện một cái phụ thân. Sự tình huyết mạch, dính dáng cực lớn, sau này ta sẽ nói tỉ mỉ cho ngươi, nếu như ngươi không tin, có thể cùng nàng đo lường, coi như huyết mạch Trương gia trong cơ thể ngươi không tồn tại, nhưng huyết mạch mẫu thân, sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Hưng Kiếm Thánh lắc đầu, nhìn Mộng Kiếm Thánh vẫy tay, người sau thấy hai người truyền âm, biết chắc nói cái gì, khuôn mặt kích động, vội vàng bay tới. Đo lường như thế nào? Trương Huyền trần chờ một chút hỏi. Lấy thực lực cùng địa vị của đối phương, không cần thiết nói dối, hơn nữa có thể nói ra hắn có bớt ở mông, thì nhất định có căn cứ nhất định, nếu không không có khả năng lấy danh dự của mình nói đùa. Đã như vậy, không bằng đo lường xem, là thật hay giả, cũng coi như có kết quả rõ ràng. Nếu không, mặc kệ là mình hay đối phương, trong lòng khẳng định đều ghi nhớ, nghi ngờ. Nếu thật là vị tiểu thiên tài mất tích kia, cưới Lạc Nhược Hy sẽ không có lực cản gì nữa, tất cả thuận lý thành chương. Không phải cũng không sao, đợi đối phương nói xin lỗi, sẽ không có bất kỳ liên quan gì tới Trương gia nữa, có thực lực bây giờ, Lạc gia, Trương gia lại như thế nào. Không phục, đánh phục là được. Mặc dù đột nhiên nhiều ra cha mẹ rất lạ lắm, nhưng kiếp trước hắn là cô nhi. Chỉ cần cố gắng ở chung, tiếp nhận hẳn không khó. Đưa cho ta một giọt máu. Mộng Kiếm Thánh truyền âm tới. Ngón tay vung lên, một giọt máu tươi của Trương Huyền bay ra, Mộng Kiếm Thánh hít sâu một hơi, lấy ra một cái ngọc bài, đặt huyết dịch lên trên, cũng đâm rách ngón tay. Ông! Hai giọt huyết dịch rơi vào chung một chỗ, nhanh chóng dung hợp, kêu khẽ một tiếng, ngọc bài phóng ra ánh sáng màu đỏ nhạt, chói lóa mắt. Chương 2953, Trương Huyền là nhi tử ta. 2. Quả nhiên. Hốc mắt Mộng Kiếm Thánh lập tức đỏ lên, xoay người nhìn lại, thân thể kích động không ngừng run rẩy. Ngươi gọi Trương Huyền đúng không? Con trai, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Trương Huyền choáng váng nhìn ngọc bài. Hắn nhận ra thứ này là một loại pháp bảo đặc thù kiểm tra huyết mạch, nắm giữ huyết mạch thân nhất, huyết dịch tương dung không nói, còn có thể phóng ra ánh sáng màu đỏ nhạt. Nói cách khác, đối phương nói không sai, máu của hắn và vị Mộng Kiếm Thánh trước mắt này hoàn mỹ dung hợp, thuộc về chí thân. Mình thật sự là con trai của Hưng Mộng Kiếm Thánh. Là tên tiểu thiên tài trong lòng ghét nhất kia. Chẳng lẽ từ nơi sâu xa tự có thiên ý, không chỉ thuận miệng nói Dương Sư tồn tại chân thực, duyên phận cùng Lạc Nhược Hy cũng đã định trước. Ha ha, rốt cuộc tìm được. Hưng Kiếm Thánh thở phào nhẹ nhõm, cất tiếng cười to. Trước đó. Mặc dù trong lòng cảm thấy không sai, nhưng cũng không dám chân chính xác nhận, hiện tại huyết dịch dung hợp, xác định rõ ràng, không còn chút nghi ngờ. Trương gia chủ, xảy ra chuyện gì? Thấy hai người sau khi đánh xong, lại truyền âm, lại kích động, Nhậm Thanh Viễn nhịn không được hỏi. Nhậm đường chủ, Trương gia chúng ta cùng Trương Huyền biến chiến tranh thành tơ lụa, chuyện lúc trước sẽ không truy cứu. Mặt khác, cũng hy vọng danh sư đường cho Trương gia chút thể diện, thủ tiêu lệnh đuổi bắt. Hưng Kiếm Thánh ôm quyền. Thủ tiêu lệnh đuổi bắt, cái này. Nhậm Thanh Viễn tràn đầy khó tin. Trước đó Trương gia kêu gào hung nhất, sao không chỉ không truy cứu, còn muốn mình thủ tiêu lệnh đuổi bắt. Lệnh đuổi bắt danh sư đường đã ban bố, rất khó thủ tiêu, trừ khi có nguyên nhân đặc thù gì, đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhậm Thanh Viễn nhịn không được hỏi. Lệnh đuổi bắt của danh sư đường, nói ban bố liền ban bố, nói thủ tiêu liền thủ tiêu mà nói, uy nghiêm ở đâu. Coi như thật muốn thủ tiêu, cũng phải có lý do thích hợp mới được. Tuyệt không phải các ngươi đánh một trận,
tùy tiện cá cược liền xong việc. Trương Huyền Trương Sư, chính là tiểu thiên tài mất tích của Trương gia ta, vừa rồi ta đã dùng huyết mạch kiểm tra, chuẩn xác không sai. Hưng Kiếm Thánh nói, lão sư là, tiểu thiên tài của Trương gia. Đám người Trịnh Dương hai mặt nhìn nhau. Bọn họ đi theo lão sư từ Thiên Huyền Vương quốc tới, từ một nghèo hai trắng, mãi cho đến hiện tại, sao lại biến thành đệ tử hạch tâm nhất của Trương gia? Vị tiên thiên thánh nhân trong truyền thuyết kia. Điều đó không có khả năng, ta đo lường qua huyết mạch của hắn, cùng Trương gia không có quan hệ gì. Trương Vô Ngân càng khó tin, nhịn không được gào thét. Nhi tử của ta, sao lại nhận sai? Hưng Kiếm Thánh không thèm để ý đối phương, hừ lạnh một tiếng. Trương Vô Ngân, thân là trưởng lão gia tộc, lại muốn đuổi bắt gia chủ, thậm chí còn thống hạ sát thủ. Tự quay về trưởng lão viện tiếp nhận trừng phạt đi, chớ ép ta tự mình động thủ. Ta, thân thể Trương Vô Ngân nhoáng một cái, vẻ mặt trắng bệch. Đối phương nói không sai, nếu như xác nhận vị trước mắt này là tiểu thiên tài, nói cách khác, là gia chủ chân chính, động thủ với gia chủ. Chỉ điều này, liền đủ xử tử không biết bao nhiêu lần. Hắn là con của ngươi. Nhậm Thanh Viễn mở to hai mắt nhìn, cũng cực kỳ khó tin. Gia hỏa này từ Thiên Huyền Vương quốc tới, không có bất kỳ bối cảnh gì, sao lại thành Trương gia gia chủ? Nếu thật như vậy, Trương gia thật có lý do để hắn thủ tiêu lệnh đuổi bắt. Chương 2954, tính tình của Mộng Kiếm Thánh 1. Không sai, không thể giả được. Hưng Kiếm Thánh cười ha ha, hưng phấn lộ rõ trên mặt. Sau khi nhi tử mất tích, tìm kiếm khắp nơi, hao tốn không biết bao nhiêu tinh lực, cũng lo lắng để phòng trọn 20 năm, hiện tại được như nguyện xuất hiện ở trước mặt, thực lực càng cường đại hơn hắn, dạy ra học sinh đều ở địa vị cao, từng cái khoáng tuyệt cổ kim. Có con như thế, còn cầu mong gì? Trong nháy mắt cảm thấy mình là người may mắn nhất trên thế giới. Trương gia các người đã hòa giải, hắn lại là thiên tài Trương gia, quả thực không thể truy cứu nữa. Nếu như hai thế lực lớn khác cũng có thể hòa giải, thủ tiêu lệnh truy nã cũng không tính là gì. Nhậm Thanh Viễn dừng lại một chút, sau đó nói. Đổi lại những người khác, cho dù hòa giải, danh sư đường cũng sẽ cho đối phương đánh đổi khá nhiều, mà bây giờ. Tới năm học sinh, độc điện điện chủ, đại năng vu hồn sư, chiến sư đường đường chủ tương lai, viên gia thiếu chủ, khải linh sư công hội hội trưởng. Bản thân càng là Trương gia gia chủ, còn xử phạt thế nào? Không có xử phạt liền để mười mấy vị danh sư cửu tinh của danh sư đường hắn suýt chút nữa vẫn lạc, thật muốn tiếp tục nữa, toàn bộ danh sư đường còn không bị đập tan. Giờ phút này Trương gia đã yêu cầu, có thang đi xuống, hắn cũng chẳng muốn từ chối. Cái này đơn giản. Hưng Kiếm Thánh cười ha ha, ngẩng đầu nhìn về phía U Nhược Tâm cách đó không xa. U trưởng lão, chúng ta cũng coi như quen biết đã lâu, từng cùng một chỗ luận bàn võ công, không biết có thể bán Trương mỗ một chút tình mọn. Về sau Trương mỗ nhất định đến nhà cảm tạ, đền bù thiệt hại của Băng Nguyên Cung. Đây không phải vấn đề thiệt hại, mà là mặt mũi. Hắn là thiên tài của Trương gia các ngươi lại như thế nào? Để cơ nghiệp vài vạn năm của Băng Nguyên Cung ta hủy hoại chỉ trong chốc lát, cướp đi thiếu cung chủ, hủy căn cơ của ta, sớm đã không đội trời chung. U Nhược Tâm cắn răng. Băng Nguyên Cung không còn thiếu cung chủ thuần âm thể, lại thêm lần này nguyên khí tổn hao nhiều. Về sau biến thành thế lực tam lưu chỉ là vấn đề thời gian. Thế lực huy hoàng vài vạn năm vẫn lạc ở trong tay nàng, tuyệt không phải nói xin lỗi liền có thể giải quyết. Thấy nàng tràn đầy tức giận, Hưng Kiếm Thánh còn chưa kịp trả lời, liền nghe một thanh âm tức giận vang lên. Không đội trời chung, như thế nào, ngươi còn muốn động thủ với nhi tử của ta hay sao, động một cái thử xem, tin hiện tại ta liền giết tới Băng Nguyên Cung ngươi không. Nhi tử ta chỉ hủy một chút kiến trúc của các ngươi, nếu ta đi qua, bảo đảm để tất cả trưởng lão của các ngươi một cái cũng không sót lại. Chính là Mộng Kiếm Thánh. Mới vừa nhìn thấy nhi tử, lòng tràn đầy hưng phấn, thấy chồng xin lỗi, đối phương còn không cảm kích, liền nhịn không được hét lớn một tiếng. Trước đó nhìn các nàng rất thảm, liền không có truy cứu sự tình đuổi giết nhi tử, không nghĩ tới còn không buông tha, làm sao, chê chúng ta dễ khi dễ. Thực lực cuối cùng Mộng Kiếm Thánh, ta không phải đối thủ, muốn đổ sát Băng Nguyên Cung ta. Cũng không thể ngăn cản, nhưng không phục nhân tâm, tuy Trương gia mạnh, cũng không thể một tay che trời. U Nhược Tâm cắn răng. Ta liền một tay che trời, người có thể làm gì ta? Thấy người này còn muốn giả bộ anh hùng, Mộng Kiếm Thánh đột nhiên giận dữ, lại không để ý tới nói chuyện với Trương Huyền, thân thể mềm mại nhoáng một cái đi lên không, trường kiếm trong tay nâng lên, muốn ra tay với đối phương.
A Mộng, bất giận, bất giận. Thấy vợ nổi nóng, Hưng Kiếm Thánh giật nảy mình, vội vàng ngăn lại. Tuy thực lực của U Nhược Tâm không tính là gì, nhưng nàng đại biểu là Băng Nguyên Cung, thật muốn ở trước mặt đám người Nhậm Thanh Viễn giết, xem như Trương gia cũng không dễ chịu. Có còn phải nam nhân hay không? Có người bắt nạt con của ngươi, không ra mặt thì thôi, còn muốn cản ta. Mộng Kiếm Thánh nhướng mày. Ta. Hưng Kiếm Thánh ngượng nghịu. Ta là Hòa Giải nha. Chương 2955, tính tình của Mộng Kiếm Thánh 2. Hòa giải hữu dụng sao, tu luyện làm gì? Mộng Kiếm Thánh hất ống tay áo. Không đồng ý, vậy đánh đến nàng đồng ý, vương mộng ta á tung hoành đại lục lâu như vậy, chưa bao giờ chú ý lấy đức phục người, mà dựa vào là nắm đấm cùng kiếm pháp, không phục, đánh tới phục mới thôi. Cái này, Hưng Kiếm Thánh lông mày nhảy loạn, không biết nên trả lời thế nào. Tính cách của vợ, hắn biết rất rõ ràng, cũng bởi vì như vậy, ở Trương gia cũng làm ầm ĩ nhiều lần, U Nhược Tâm thật muốn tiếp tục truy cứu, nàng thật dám náo động đến long trời lở đất. Vị mẫu thân này của lão sư, thật đúng là đủ. Mãnh liệt, đám người Trịnh Dương nuốt nước bọt, trợn mắt lên. Vị mẫu thân mới vừa xuất hiện của lão sư, quả nhiên đủ bá đạo. Băng Nguyên Cung cũng muốn trực tiếp diệt, khó trách lão sư chưa bao giờ chịu thiệt, có gen như vậy, người dám hại hắn, không bị chơi chết mới quái. Trương Huyền cũng lông mày nhảy loạn. Trước đó đối với cha mẹ đột nhiên toát ra còn có chút chống đối, nhìn thấy mẫu thân như thế, liền cảm thấy quá hợp khẩu vị, lòng tràn đầy vui vẻ. Mộng Kiếm Thánh bất giận, đánh nhau không giải quyết được vấn đề. Thấy vị này làm ầm ĩ, Nhậm Thanh Viễn có chút nhịn không được, mở miệng nói. Không giải quyết được, nếu ngươi biết không giải quyết được, vì sao mang nhiều danh sư cửu tinh tới vây quét nhi tử ta như vậy? Có phải cảm thấy hắn dễ khi dễ hay không? Như vậy ta không đánh U trưởng lão cũng được, ngươi để cho ta đánh một trận. Dù sao ngươi cũng xuất thủ với nhi tử của ta. Mộng Kiếm Thánh bỗng nhiên xoay người lại, nhìn về phía Nhậm Thanh Viễn. Khụ khụ, ngươi có thể, coi như vừa rồi ta chưa hề nói chuyện. Ra đầu Nhậm Thanh Viễn nổ tung, chỉ một mình Mộng Kiếm Thánh, hắn còn không sợ, mấu chốt là Hưng Kiếm Thánh liên hợp. Liền khó có thể đối phó. Hưng Kiếm Thánh thân là Trương gia gia chủ, mặc dù rất đáng tin cậy, biết đại thể, có chừng mực, nhưng là một sủng thê cuồng ma, vợ thật bị bắt nạt, hắn có thể chọc thủng trời. Năm đó thời điểm bọn họ xông xáo giang hồ, cũng có chút thế lực nhỏ không có mắt, chọc phải Mộng Kiếm Thánh, Hưng Kiếm Thánh xông tới, suýt chút nữa diệt môn đối phương. Dù sao hai vợ chồng này không có một cái đèn đã cạn dầu. Đặc biệt là nữ nhân trước mắt, quả thực chính là thùng xăng, vừa đốt sẽ nổ. Lúc tuổi còn trẻ không sợ trời không sợ đất, từng huyên náo thánh tử điện gà bay chó sủa, sau đó nghỉ học. Vốn cho rằng gả cho người, sinh hài tử, tính tình sẽ khá hơn một chút, không nghĩ tới vẫn như vậy. Mộng Kiếm Thánh, ta biết thực lực ngươi mạnh, nhưng Băng Nguyên Cung ta chắc chắn sẽ không lùi bước, trừ khi ngươi thật giết đến chúng ta không còn một người, nếu không, dùng vũ lực ép, muốn chúng ta nhịn xuống cơn giận này, nằm mơ. U Nhược Tâm cắn răng, nâng đầu lên. Trong ánh mắt mang theo kiên định. Vì Băng Nguyên Cung có thể càng ngày càng mạnh, nàng không quan tâm vạn thế bêu danh, càng không quan tâm sau này cung chủ có thể ghi hận hay không. Vị trước mắt này, coi như thực lực mạnh, có thể giết nàng lại như thế nào. Vị Trương Huyền kia làm hại Băng Nguyên Cung các nàng biến thành phế tích, càng mang thiếu cung chủ đi, sớm đã không thể hóa giải. Vậy thì tốt, ta xem ngươi nhìn nổi không. Thấy tính tình của đối phương còn cứng đầu hơn mình. Mộng Kiếm Thánh giơ trường kiếm lên, đang muốn động thủ, liền nghe một thanh âm nhàn nhạt vang lên. Xin sư tổ mẫu bất giận, chuyện này để ta tự mình tới xử lý. Ầm ầm, tiếng nói kết thúc, kén tằm trước mắt Trương Huyền đột nhiên phóng ra khí tức kinh người, xông thẳng lên trời, tựa như muốn xé rách bầu trời. Triệu Nhã hoàn thành đúc lại kinh mạch. Chương 2956, hắn là Thánh Tử Điện Điện Chủ Thượng Một. Thiếu cung chủ. Nghe được thanh âm này, con người của U Nhược Tâm co rụt lại, vội vàng nhìn qua, chỉ thấy kén tằm từng tầng vỡ vụn, trước đó còn tản mát ra khí tức dị linh tộc, giờ phút này phóng ra khí tức hàn băng tinh thuần, tựa như lúc nào cũng có thể tỏa ra mấy vạn cây số, biến thành hầm băng. Hô! Một thân ảnh từ trong đó bay lên, càng ngày càng cao, vô số linh khí vây quanh bốn phía thân thể, hơi nước trên không tiếp xúc, lập tức tạo thành một bộ quần áo băng tuyết, ánh mặt trời chiếu xuống, lóng lánh ánh sáng. Mang theo khí tức băng hàn thấu xương. Đây là thuần âm thể kích hoạt hoàn mỹ. Thân thể U Nhược Tâm cứng đờ, không ngừng run rẩy.
Các đời cung chủ băng nguyên cung, mặc dù kích hoạt thuần âm thể, nhưng khoảng cách hoàn mỹ còn kém rất lớn. Trong truyền thuyết, kích hoạt thể chất hoàn mỹ, có thể khống chế tất cả lực lượng thuần âm trong thiên địa, tiện tay có thể đóng băng vạn dặm. So với tiên thiên độc thể cũng không hề yếu, thậm chí còn mạnh hơn. Ngay cả tổ sư khai phái băng nguyên cung cũng không làm được, để âm dương bổ sung, cũng chỉ miễn cưỡng kích hoạt mà thôi, không nghĩ tới vị trước mắt này, vậy mà hoàn mỹ kích hoạt. Không phải kinh mạch của nàng vỡ vụn, tất cả tu vi đều hủy hoại chỉ trong chốc lát sao? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Là đại sư tỷ. Đám người Trịnh Dương siết chặt nắm đấm, từng người tràn đầy hưng phấn. Cũng không tệ lắm. Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm. Dùng kinh mạch đồ mới, giúp đối phương đúc lại kinh mạch, quả nhiên giống như tưởng tượng, không chỉ thực lực phục hồi, càng kích hoạt thuần âm thể, như vậy thực lực Triệu Nhã cũng thuận lợi đột phá thánh vực cửu trọng, đạt đến cảnh giới cao thâm khó dò. Chân chính thành công, cũng coi như không lãng phí một phen tâm huyết. Là ta. Linh khí biến mất, thân ảnh nữ hài xuất hiện ở trước mặt mọi người, băng tuyết làm thành quần áo, cả người tựa như băng tuyết nữ vương. Thuộc hạ U Nhược Tâm, bái kiến cung chủ. U Nhược Tâm quỳ xuống đất. Thuần âm thể mở ra, trực tiếp trở thành cung chủ, đây là các đời quy định. Thiếu cung chủ trước mắt, không chỉ kích hoạt, còn đạt đến hoàn mỹ, đã thành người cầm lái băng nguyên cung chân chính. Rất tốt, người đã nhận ta làm cung chủ, ta liền tuyên bố quy định mới của băng nguyên cung. Triệu Nhã chắp hai tay sau lưng, nhàn nhạt nhìn qua. Từ hôm nay trở đi, Trương Huyền Trương Sư là ân nhân lớn nhất của băng nguyên cung, bất luận đệ tử nào nhìn thấy, đều phải lấy lễ lão sư đối đãi, không được đi quá giới hạn. Nếu như làm trái, trục xuất khỏi băng nguyên cung, người người trừ diệt. Vâng, âm thanh của U Nhược Tâm run rẩy. Lão sư vì giúp ta kích hoạt thể chất, tiêu tốn vô số tâm huyết, ngươi lại cùng người danh sư Đường tiến hành đuổi bắt. Trở lại băng nguyên cung, giam vào thanh phạm điện, bản thân tự kiểm điểm, không có mệnh lệnh, không được đi ra. Triệu Nhã lạnh lùng nói. Còn nữa, thả mẹ ta ra, để nàng tự do. Mẫu thân bởi vì phá hư quy củ, bị đại trưởng lão giam giữ, giờ phút này thành cung chủ, nắm giữ quyền lợi chí cao vô thượng, tự nhiên phải lập tức cứu mẹ ra. Vâng. U Nhược Tâm vội vàng gật đầu. Rất tốt, đi xử lý đi. Triệu Nhã khoát tay áo, lúc này mới nhìn về phía Nhậm Thanh Viễn cách đó không xa. Nhậm đường chủ, vừa rồi mệnh lệnh của ta, chắc hẳn ngươi cũng nghe được, Trương Huyền là ân sư thụ nghiệp của ta, muốn đuổi bắt hắn, chẳng khác nào đối nghịch băng nguyên cung ta, mong đường chủ nghĩ lại. Cái này, chương 2957, hắn là thánh tử điện điện chủ thượng hai. Lông mày Nhậm Thanh Viễn nhảy một cái. Không nghĩ tới băng nguyên cung cung chủ cũng biến thành học sinh của đối phương. Băng nguyên cung, độc điện, Trương gia, Khải Linh sư công hội, Chiến sư đường, Viên gia. Mỗi một thứ đều là thế lực dậm chân một cái, đại lục sẽ oanh động ba lần, giờ phút này tất cả đều nghe theo mệnh lệnh của một người. Chiêm sư, Nhậm Thanh Viễn nhịn không được nhìn về phía thánh tử điện quyền điện chủ cách đó không xa. Hiện tại băng nguyên cung, Trương gia đều nguyện ý hòa giải với Trương sư, thánh tử điện các ngươi làm sao bây giờ? Ta, vẻ mặt Chiêm sư rầu rĩ. Hiện tại hắn tuyệt đối là đâm lao phải theo lao. Thánh tử điện so với băng nguyên cung, Trương gia xem như yếu nhất, nhưng thân là thiên hạ đệ nhất học phủ, địa phương thai nghén vô số cao thủ, bị phá thành như thế, đả thương vô số trưởng lão, nếu như bỏ qua, về sau còn mặt mũi nào giáo thư dục nhân, truyền thụ thiên hạ. Mấu chốt nhất là, không thể bàn giao với những trưởng lão bị thương kia nha. Nếu như không truy cứu, các đời điện chủ của thánh tử điện nhất định sẽ không tha thứ ta. Cho nên chỉ có thể liều chết đánh một trận, dù chết cũng không thẹn với liệt tổ liệt tông. Chiêm sư cắn răng, ánh mắt kiên định. Hắn có thể lùi bước, nhưng thánh tử điện không thể lui. Nếu như để ngoại nhân biết, bởi vì đối phương là Trương gia gia chủ, đồ đệ uy vũ liền bỏ qua, tôn nghiêm của thánh tử điện ở đâu? Cái này, biết ý nghĩ của hắn, Nhậm Thanh Viễn không biết khuyên can như thế nào cho thỏa đáng. Trương Huyền thân là học sinh thánh tử điện, lại không nghe mệnh lệnh, đả thương trưởng lão cùng quyền điện chủ, phá hủy vô số kiến trúc, thật không truy cứu, thánh tử điện quả thực không mặt mũi nào đối diện thiên hạ. Trương gia chủ cũng không phải đối thủ của ngươi, thực lực của ta, tự nhiên cái gì cũng không tính, Trương sư, ta mang quyền điện chủ lệnh đến, nếu như ngươi có thể chịu được một đòn, thánh tử điện ta coi như thôi. Chiêm sư làm ra quyết định, lăng không bay tới, nhìn về phía Trương Huyền cách đó không xa, cất cao giọng nói.
Quyền điện chủ lệnh. Không sai, lệnh bài này đại biểu thân phận của ta, ẩn chứa ý niệm các đời cường giả, là pháp bảo của thánh tử điện, chỉ có quyền điện chủ mới có tư cách sử dụng, thực lực của ta chỉ có thánh vực cửu trọng, khẳng định không phải đối thủ, nhưng sử dụng thứ này, có lẽ còn có thể cùng ngươi đánh một trận. Đương nhiên, có thể ngăn cản một đòn, nói rõ thực lực của ngươi đã vượt xa phạm trù của thánh tử điện hiện nay, tiếp tục truy cứu cũng không có ý nghĩa gì. Thánh tử điện cam nguyện nhận thua. Chiêm sư nói, mặc dù thánh tử điện có tôn nghiêm, nhưng đối mặt tồn tại thắng không nổi, cũng không thể tránh được. Sử dụng quyền điện chủ lệnh công kích, nếu như thất bại, đại biểu các đời tiên tổ cũng không phải đối thủ, cho dù nhận thua, cũng sẽ không hao tổn mặt mũi. Tốt! Trương Huyền nói, bây giờ hắn có được lực lượng vô địch dưới cổ thánh, coi như quyền điện chủ lệnh lợi hại cũng không quan trọng, hẳn là có thể nhẹ nhõm chặn lại. Vậy thì tốt rồi. Nghe hắn đồng ý, chiêm sư khẽ vẫy tay, một cái lệnh bài lập tức xuất hiện ở trước mắt, phóng ra quang mang nhàn nhạt. Cắn nát đầu ngón tay, một giọt máu rơi lên, lệnh bài trở nên khô nóng, một cỗ khí tức mạnh mẽ mà cường đại phát ra, giống như có thể đè sập đại địa. Các đời cường giả của thánh tử điện dùng ý niệm của bọn họ luyện thành quyền điện chủ lệnh, coi như không bằng điện chủ lệnh chân chính, nhưng uy lực không thể khinh thường. Yên tâm đi. Thực lực của hắn ta cũng không phải đối thủ, sẽ không có chuyện gì. Thấy Mộng Kiếm Thánh căng thẳng, Hưng Kiếm Thánh nắm chặt bàn tay nàng. Đi! Ầm ầm! Quyền điện chủ lệnh ở dưới chiêm sư khống chế, phát ra một tiếng nổ vang, thẳng tắp nghiền ép tới, còn chưa tới trước mặt, không gian liền vỡ vụn thành từng mảnh. Cái lệnh bài này, vậy mà trong nháy mắt thi triển ra lực lượng vượt xa thánh vực cửu trọng. Chương 2958, hắn là thánh tử điện điện chủ, hạ 1. Đến hay lắm. Cảm nhận được áp lực cực lớn, vẻ mặt của Trương Huyền cũng không bối rối, ngược lại cười nhạt một tiếng, ngón tay duỗi ra. Giờ phút này, kinh mạch của Triệu Nhã đã hoàn thành đúc lại, cũng không cần tiếp tục ngồi dưới đất, sống lưng thẳng tắp, nhìn về phía lệnh bài bay tới, lực lượng trong cơ thể sôi trào, đang muốn khống chế không gian, bắt lại đồ vật trước mắt, đột nhiên con ngươi co rụt, thân thể kìm lòng không được cứng ngắc. Nguy rồi. Trương Huyền hô khẽ. Ngay sau đó cảm thấy lực lượng trong cơ thể giống như thủy triều tán đi, tinh khí thần cả người phảng phất như trong nháy mắt bị rút khô, thân thể nhoáng một cái, suýt chút nữa ngã sấp xuống. Lực lượng của danh sư Đường Đường chủ lệnh đi vào cơ thể, vậy mà ở thời khắc mấu chốt này biến mất. Chẳng lẽ trước đó Khổng sư muốn nói, là lực lượng này dùng chỉ có 10 phút thời gian. Mắt Trương Huyền tối sầm lại, suýt chút nữa khóc lên. Trước đó Khổng sư không đáng tin cậy kia còn chưa kịp nói tỉ mỉ liền biến mất, hắn lần đầu tiên mượn dùng lực lượng của giọt nước, cũng không rõ ràng có thể sử dụng bao lâu, vốn cho rằng tùy tiện sử dụng, ít nhất có thể vượt qua cục diện trước mắt, không nghĩ tới. Chỉ có 10 phút đồng hồ. Thời điểm lực lượng còn, chặn lệnh bài kia dễ như trở bàn tay, nhưng nó biến mất, nhờ vào thực lực thánh vực bát trọng sơ kỳ của hắn, chỉ sợ còn chưa đụng phải, sẽ bị đập thành bánh thịt. Ầm ầm. Nhưng ý nghĩ này ở trong óc lóe lên một cái rồi biến mất, lệnh bài trên không đã đi tới trước mặt, nghiền ép xuống. Kẽo kẹt, kẽo kẹt. Xương cốt toàn thân vang vọng, Trương Huyền chỉ cảm thấy đầu sắp nổ tung, bất cứ lúc nào cũng sẽ không chịu nổi. Chỉ có thể trốn. Biết không có lực lượng chống lại, Trương Huyền hít sâu một hơi, đang định nghĩ biện pháp chạy trốn, ngay sau đó cảm thấy trên người có quang mang chiếu rọi ra, lệnh bài run rẩy kịch liệt. Lạch cạch rơi ở trước mặt. Nằm dạp trên đất, giống như chó sù nhìn thấy chủ nhân, không ngừng run rẩy. Cái này, Trương Huyền sững sờ, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, quần áo sau lưng đã ướt đẫm. Trong lòng của hắn kỳ lạ, chiêm sư ở trên không thấy cảnh này, con người co rụt lại, vẻ mặt trở nên trắng bệch. Hắn không có thi triển lực lượng, lại làm cho quyền điện chủ lệnh thần phục, run lẩy bẩy, chỉ có một khả năng, cái kia chính là cố kỵ thân phận, người sau không dám tấn công. Quyền điện chủ lệnh ẩn chứa ý niệm của vô số tiền bối, có thể để cho nó kiêng kỵ, chẳng lẽ hắn là... Cái này sao có thể? Không phải Phùng Tử Giật sao? Thế nào lại là hắn? Thân thể chiêm sư nhoáng một cái. Quyền điện chủ lệnh, chỉ có một khả năng thần phục, cái kia chính là gặp được điện chủ chân chính. Trước đó mặc dù biết điện chủ xuất hiện, nhưng một mực suy đoán là Phùng Tử Giật, nằm mơ cũng không nghĩ đến, là vị trước mắt này. Náo loạn động tĩnh to lớn. Suýt chút nữa phá hủy thánh tử điện. Tất cả mọi người hận không thể bóp chết, giờ phút này lại đột nhiên nói. Ta là điện chủ, cảm giác chấn động mạnh mẽ, để chiêm sư sắp nổi khùng. Nếu là điện chủ, thánh tử điện đều là của ngươi.
Cần làm ầm ĩ lớn như thế sao? Cái này khác phá nhà mình ở chỗ nào? Chiêm sư buồn bực, quay đầu nhìn Trương Vô Ngân, sau đó cảm thấy dễ chịu không ít. Cũng đúng, Thánh Tử Điện phá lại hung ác, cũng không lợi hại bằng Trương gia, tên này ngay cả nhà mình cũng phá, huống chi Thánh Tử Điện. Trương sư, ngươi là điện chủ. Chiêm sư nhìn không được nữa, truyền âm tới. Trương Huyền nhẹ gật đầu. Sau khi nhận được điện chủ lệnh, Khôi Thánh dặn dò, trừ khi mở ra ba đạo phong ấn, nếu không không cho phép chủ động nói ra thân phần, có điều hắn không nói, đối phương phán đoán ra, không coi là vi phạm quy định, giống như trước đó Dương sư đoán được, hắn cũng trực tiếp thừa nhận. Quả nhiên, nghe được xác nhận, thân thể chiêm sư lắc lư. Bản thân chỉ là một quyền điện chủ nho nhỏ, hạ lệnh truy nã điện chủ chân chính. Lá gan thật đủ lớn. May mắn lúc ấy đối phương trốn, thật muốn bị đánh chết ngay tại chỗ, sẽ thành tội nhân lịch sử. Chiêm sư, người coi như nhận thua. Chương 2959, hắn là Thánh Tử Điện điện chủ, hạ 2. Thấy lệnh bài ngã xuống đất, không có động tĩnh, Nhậm Thanh Viễn nghi ngờ nhìn lại. Vừa rồi sử dụng quyền điện chủ lệnh uy lực rất lớn, nhưng còn chưa rơi vào trên đầu Trương Huyền, liền tự dụng xuống, người ngoài nhìn còn tưởng rằng hắn cố ý nhường. Ta nhận thua. Chiêm sư vội vàng gật đầu, lên tiếng. Vừa rồi luôn miệng nói, không đội trời chung, vừa ra tay liền nhường, chiêm sư, người quá trò đùa đi. Đây là tôn nghiêm của Thánh Tử Điện các ngươi. Khúc trưởng lão ở một bên cắn răng, Băng Nguyên Cung, Trương gia liên tiếp thần phục, vốn cho rằng vị này có thể kiên trì tới cùng, không nghĩ tới càng không có cốt khí. Trò đùa, đây là sự tình nội bộ của Thánh Tử Điện ta, còn chưa tới phiên người ngoài nhúng tay. Chiêm sư lắc đầu. Đưa tay thu quyền điện chủ lệnh về, xoay người dặn dò. Từ hôm nay trở đi, Thánh Tử Điện ta tất cả lấy Trương sư như thiên lôi sai đâu đánh đó, mệnh lệnh của hắn, chính là mệnh lệnh cao nhất, nếu như có vi phạm, trục xuất Thánh Tử Điện, vĩnh viễn không thu nhận, người sai nghiêm trọng, đánh chết tại chỗ. Thanh âm vang vọng bốn phía, mang theo kiên quyết. Cái này, chiêm sư, coi như không gây thương tổn được hắn, cũng không đến mức nghe hắn dặn dò nha. Vì cái gì? Ta không phục. Tất cả trưởng lão đi theo chiêm sư tới bắt Trương Huyền, từng cái hai mặt nhìn nhau, có chút choáng váng. Coi như người đánh không lại đối phương, không phải đối thủ, cũng không đến mức làm cho cả Thánh Tử Điện nghe theo mệnh lệnh chứ. Cái này không phù hợp đạo lý. Các ngươi muốn biết nguyên nhân. Chiêm sư nhìn qua. Vâng, nếu như không biết nguyên nhân, ta chắc chắn sẽ không tuân thủ mệnh lệnh này. Không sai, coi như Thánh Tử Điện chúng ta không phải đối thủ. Cũng sẽ không tùy ý khuất phục người khác. Tất cả trưởng lão của Thánh Tử Điện cắn răng, từng người mang theo ngạo khí. Vậy thì tốt, ta nói cho các ngươi biết nguyên nhân. Thấy mọi người không hiểu, chiêm sư lắc đầu, thanh âm vang lên. Bởi vì, Trương Huyền là tân nhiệm điện chủ của chúng ta. Tân nhiệm điện chủ, có ý gì? Mọi người đều sững sờ. Không có ý tứ gì, hắn là tân nhiệm điện chủ được Khôi Thánh công nhận. Cho nên quyền điện chủ lệnh của ta mới có thể chủ động thần phục, không dám công kích. Hắn xuất hiện, quyền điện chủ sẽ tự động thủ tiêu, phải nghe phân phó của hắn. Chiêm sư nói, Thánh Tử Điện điện chủ, cái này. Tất cả trưởng lão đều bối rối. Không chỉ bọn họ, Trương gia gia chủ, Nhậm Thanh Viễn, ở một bên cũng ngây người, giống như gặp yêu quái nhìn qua. Trương gia gia chủ, lão sư của Băng Nguyên Cung cung chủ, hiện tại lại thêm một thân phận. Thánh Tử Điện điện chủ, tam đại thế lực nguyên bản hận không thể lột ra hắn, vậy mà đều biến thành lực lượng có thể khống chế, có cần khoa trương như vậy hay không? Nhi tử của ta, lại thành Thánh Tử Điện điện chủ. Mộng Kiếm Thánh cùng Hưng Kiếm Thánh nhìn nhau, con mắt trợn tròn. Tìm được nhi tử đã rất vui mừng, không nghĩ tới, nhi tử này mang tới ngạc nhiên, như từng cơn sóng liên tiếp, khó mà dự đoán. Cái này, sao có thể? Thân thể của Khúc trưởng lão lung lay. Chỉ cảm thấy sắp khóc. Chương 2960, sư huynh. Khúc trưởng lão là người lần đầu tiên nhìn thấy Trương Huyền, lúc ấy người này ngụy trang thành Dương sư, để cho hắn trúng độc, tất cả việc làm đều không theo quy củ danh sư, lúc này mới bẩm báo danh sư đường, châm ngòi thổi gió, thúc đẩy lệnh đuổi bắt. Vốn cho rằng danh sư đường điều động nhiều danh sư như vậy, người này tai kiếp khó thoát, nằm mơ cũng không nghĩ đến, học sinh của đối phương tới, một cái mạnh mẽ hơn một cái. Học sinh lợi hại, chỉ cần tam đại thế lực cắn chặt răng, cuối cùng cũng có thể xử phạt hắn. Kết quả, thân phận chân thật bị vạch trần, thành Trương gia gia chủ không nói, càng biến thành Thánh Tử Điện điện chủ,
Băng Nguyên Cung cũng thành tông môn của học sinh hắn. Lợi hại như vậy, sẽ không phải một lát nữa, danh sư Đường cũng thành thuộc hạ của ngươi chứ. Quay đầu nhìn, chỉ thấy người chung quanh đều ngẩn ngơ, đều bị tin tức trước mắt chấn kinh. Ha ha, con trai, làm rất tốt. Hưng Kiếm Thánh cười to. Nhi tử ta tự nhiên bất phàm, đừng nói so với ngươi năm đó, ngươi bây giờ, cũng xa xa không đuổi kịp. Mộng Kiếm Thánh vui vẻ, càng xem thanh niên trước mắt càng cảm thấy kiêu ngạo. Đứa con trai này của nàng, từ nhỏ đã thất lạc, vốn cho rằng nhận hết cực khổ, vô cùng thê thảm, nằm mơ cũng không nghĩ đến, lần nữa gặp mặt, đã trở thành Thánh Tử Điện Điện Chủ, dạy học sinh tài năng xuất chúng, mạnh mẽ vô cùng. Thế lực đỉnh cấp của đại lục, cơ hồ bị hắn chỉnh hợp gần hết. Đúng rồi con trai, người còn chưa ra đời, chúng ta liền định cho con hôn sự. Nhớ tới những thế lực này, Mộng Kiếm Thánh bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Lạc Khinh Trần cách đó không xa. Khinh Trần trưởng lão, hôn sự của con chúng ta, lúc nào xử lý? Ta nghe nói tiểu thư nhà các ngươi đã có người trong lòng. Cái này là làm trái ước định lúc trước. Trở về chúng ta sẽ làm hôn lễ, càng nhanh càng tốt. Lạc Khinh Trần cười một tiếng, cũng nhìn lại. Còn người yêu của tiểu công chúa, ngươi có thể hỏi Trương Sư một chút, hắn hẳn rõ ràng hơn chúng ta. Ngươi biết, Mộng Kiếm Thánh nghi hoặc nhìn qua. Nàng chỉ nghe nói, vị tiểu cô nương kia có người mình thích, cụ thể là ai, đối phương không nói, nên không rõ ràng. Cái này, Trương Huyền xấu hổ gãi đầu. Nếu như đoán không sai, người trong lòng nàng hẳn là ta. Ngươi, con mắt của Mộng Kiếm Thánh trợn tròn. Vâng, Trương Huyền cười khổ gật đầu. Chuyện này, nói thật, hắn cũng phát mộng. Lạc gia biết tiểu công chúa ưa thích mình. Phái Lạc Huyền Thanh đuổi giết, Lạc Huyền Thanh lại tìm đến mình. Huyền náo rối tinh rối mù, kết quả hôm nay mới biết, mình là tiểu thiên tài kia. Sớm biết như vậy, chơi đùa một vòng lớn làm gì? Trực tiếp báo ra thân phận, tất cả đều vui vẻ. Cái này, lúc nào các ngươi quyến rũ lại với nhau? Nhanh nói cho mẹ một chút. Mộng Kiếm Thánh không còn phong thái cao thủ, bộ dáng bát quái. Quyến rũ, mẹ không thể dùng từ dễ nghe hơn một chút sao? Trương Huyền cười khổ, lắc đầu. Cái này sau đó lại nói đi. Nói xong, ngẩng đầu nhìn về phía Lạc Khinh Trần cách đó không xa. Khinh Trần trưởng lão, nếu như ta là tiểu thiên tài Trương gia gia chủ, cưới tiểu công chúa phù hợp quy củ, nàng cũng không cần bị giam nữa nha. Đương nhiên, Lạc Khinh Trần vội vàng gật đầu. Trước đó lo lắng, tiểu công chúa có người ưa thích, ảnh hưởng tới quan hệ với Trương gia, nằm mơ cũng không nghĩ đến. Nàng ưa thích là tiểu thiên tài Trương gia có hôn ước. Thì cái gì cũng không cần quản. Đừng nói tình cảm thuần khiết, có con trước cũng không sao. Ta trở về thả nàng ra, đúng rồi, lúc nào Trương gia các ngươi tới cưới. Lạc Khinh Trần vuốt râu cười ha ha, nhìn về phía Hưng Kiếm Thánh. Người con rể này, không chỉ là Trương gia gia chủ, còn là Thánh Tử Điện Điện Chủ, học sinh khống chế độc điện, chiến sư đường, khải linh sư công hội, băng nguyên cung, viên gia. Một khi liên hợp, Lạc gia bọn họ tiến thêm một bước, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Loại nhân vật lợi hại này, đương nhiên sẽ không bỏ qua, kết hôn càng sớm càng tốt. Nếu không tin tức truyền ra, chạy đến Trương gia cầu hôn không biết sẽ có bao nhiêu. Ta dẫn hắn trở về nhận tổ quy tông, sau khi kết thúc sẽ đi qua ngay. Hưng Kiếm Thánh gật đầu. Hai nhà Trương, Lạc liên hợp, dính dáng cực lớn, vốn lo lắng hai người không nguyện ý, cuối cùng Thanh không vui. Giờ phút này hai đứa bé tình đầu ý hợp, không còn gì tốt hơn, càng nhanh càng tốt. Vậy ta liền trở về sớm chuẩn bị. Lạc Khinh Trần cười ha ha một tiếng, không do dự nữa, xoay người rời đi. Chúng ta cũng đi thôi. Hưng Kiếm Thánh nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn về phía Trương Huyền, trong mắt mang theo trông đợi. Cái này, biết đối phương muốn hắn quay về Trương gia nhận tổ quy tông, Trương Huyền trần chờ một chút, nhưng vẫn gật đầu. Tiền thân đã là Trương gia tiểu thiên tài, cũng không có gì có thể xoắn xuýt. Huống chi hai vị trước mắt này làm việc quả quyết, phong thái rộng lớn, cực kỳ phù hợp khẩu vị của hắn. Chậm đã, các ngươi còn không thể đi. Mấy người vừa định rời đi, Khúc trưởng lão nhịn không được nữa hô lên. Làm sao vậy? Hưng Kiếm Thánh xoay đầu lại. Hiện tại hắn chỉ giải quyết vấn đề của tam đại thế lực, nhưng mâu thuẫn với danh sư đường chúng ta còn không có giải quyết. Khúc trưởng lão cắn răng. Học sinh của hắn, độc điện điện chủ Ngụy Như Yên, độc lật nhiều cường giả của danh sư đường như vậy, khải linh sư công hội Vương Dĩnh hội trưởng,
Khải Linh vô số danh sư đường. Những chuyện này, nên xử lý như thế nào? Không sai, còn có danh sư đường đường chủ lệnh, cũng xin Trương gia chủ trả lại cho ta, dù sao cái này cũng đại biểu cho uy nghiêm của danh sư đường. Nhậm Thanh Viễn cũng nhẹ gật đầu nhìn qua. Cái này, nghe đối phương yêu cầu đường chủ lệnh, ra mặt Trương Huyền co giật, nhìn về phía đám người Ngụy Như Yên. Như Yên, người giải độc cho những danh sư kia, Vương Dĩnh, để người Khải Linh sư công hội trả kiến trúc về chỗ cũ. Còn đường chủ lệnh, tạm thời không thể trả lại ngươi. Không thể trả, có ý tứ gì? Nhậm Thanh Viễn nhíu mày. Yên tâm, đường chủ lệnh không có người có thể luyện hóa, để ở chỗ này cũng không có người trộm đi. Các ngươi với bẩn nhi tử ta, huyên náo xôn xao, lúc nào khôi phục thân phận cùng danh dự danh sư của hắn lại nói sau. Mộng Kiếm Thánh chen lời nói. Cái này, Nhậm Thanh Viễn suy nghĩ. Đường chủ, không thể khôi phục thân phận danh sư của hắn. Thân là danh sư, nếu có sư đức, sư phong, làm gương mẫu cho học sinh, hắn giả mạo học sinh của Dương sư, đã xúc phạm quy củ của danh sư đường. Khúc trưởng lão nhịn không được tiến lên. Nói còn chưa dứt lời, liền thấy không gian trước mắt vặn vẹo, hai bóng người bất ngờ xuất hiện, lão giả đi đầu chính là Dương sư. Dương sư, người tới vừa vặn, Trương Huyền này giả mạo học sinh của ngươi, không chỉ như vậy, còn ngụy trang thành hình dạng của ngươi. Thấy là hắn. Khúc trưởng lão hưng phấn, vội vàng hô lên, còn chưa nói xong, chỉ thấy Dương sư tiến về phía trước một bước, đi tới trước mặt Trương Huyền, ôm quyền khom người. Sư huynh, chương 2961, danh sư đường xin lỗi thượng một. Sư huynh, thân thể nhoáng một cái, khúc trưởng lão như bị sét đánh. Cái tình huống gì đây? Dương sư không chỉ có thực lực mạnh nhất toàn bộ tổng bộ danh sư đường, càng là bối phận cao nhất. Xem như hắn cũng phải xưng hô một tiếng sư thúc, lại thêm bản thân cực kỳ chú ý quy củ, hắn thấy, chỉ cần nói ra có người giả mạo, nhất định sẽ giận dữ, hung ác giáo huấn. Nằm mơ cũng không nghĩ đến, sau khi đi tới, trực tiếp khom người xưng sư huynh. Hắn là sư huynh của ngươi, vậy ta, chẳng phải cũng thấp hơn một đời. Không chỉ hắn, Nhậm Thanh Viễn cũng thiếu chút ngã sấp xuống, sắp khóc. Đồ đệ là chiến sư đường đường chủ, băng nguyên cung cung chủ. Độc điện điện chủ, Khải Linh sư công hội hội trưởng. Những cái này ta đều có thể tiếp nhận, bản thân là Trương gia gia chủ, cũng có thể miễn cưỡng công nhận. Nhưng Dương sư xưng sư huynh, cái quỷ gì? Lúc nào người bối phận cao nhất của danh sư đường cũng là sư đệ của ngươi? Như vậy chẳng phải cho thấy, tất cả danh sư của toàn bộ đại lục, đều là vãn bối của ngươi? Một ngụm máu tươi ngậm trong miệng, bất cứ lúc nào cũng sẽ phun ra, Nhậm Thanh Viễn chỉ cảm thấy cả người buồn bực sắp bùng nổ. Trở thành quyền đường chủ mấy trăm năm, thấy qua vô số thiên tài, cường giả, còn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy. Vốn nghĩ lần này chạy tới, bắt lấy đối phương, mặc kệ trừng phạt hay không trừng phạt, cũng có thể trước moi ra bí mật tấn cấp nhanh chóng của đối phương, kết quả. Bị đả kích gần chết không nói, thời gian nháy mắt, còn thành sư thúc của mình. Sư thúc 20 tuổi, sao cảm giác mộng ảo như vậy? Hưng Kiếm Thánh cùng Mộng Kiếm Thánh cũng nhìn nhau một cái, mỗi người nuốt ngụm nước bọt. Vốn cho rằng con trai mới vừa biết này, rung động lớn nhất là thực lực cường đại, hiện tại xem ra, căn bản không là cái gì. Thành sư huynh của Dương sư, mới để cho người điên cuồng. Nếu luận thân phận mà nói, bọn họ chẳng phải biến thành thúc thúc thầm thầm của Dương sư. Không để ý tới mọi người chấn kinh, nhìn về phía Tôn Cường ở sau lưng Dương sư, Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm. Đối phương có thể xuất hiện ở đây, xem ra không có xảy ra vấn đề. Thiếu gia. Ta cho rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi. Nhìn thấy hắn, Tôn Cường vội vàng tiến lên, khóc ròng ròng. Hơn một ngày này, là thời kỳ hắn kinh hoàng nhất. Nghe được Dương sư tự mình nói không phải lão gia của hắn, giờ mới hiểu được trước đó một mực sống ở trong nói dối, tự tin trong nháy mắt sụp đổ, cả người suýt chút nữa teo. Ngơ ngơ ngác ngác được đưa tới tổng bộ danh sư đường, ở dưới rất nhiều danh sư cửu tinh chỉ điểm, tẩu hỏa nhập ma, vốn cho rằng hẳn phải chết không nghi ngờ. Không nghĩ tới Dương sư trở về. Lần này thái độ của Dương sư so với trước đó hòa ái hơn không biết gấp bao nhiêu lần, không còn uy nghiêm, trực tiếp nói cho hắn biết mình sai lầm, nguyên lai thiếu gia là sư huynh của hắn. Trong nháy mắt từ đáy cốc lần nữa trở lại thiên đường, nhân sinh thay đổi rất nhanh. Thật sự là quá kích thích. Nếu không phải kia là danh sư đường, cũng hoài nghi có phải lại gặp Dương sư giả hay không. Về sau cố gắng tu luyện. Thấy gia hỏa này dường như lại mập hơn. Trương Huyền không để ý hắn kích động, khoát tay áo.
Vâng. Tôn Cường vội vàng gật đầu. Trịnh Dương, giao Tôn Cường cho ngươi, nếu như không nghe lời, liền dùng hình cụ của chiến sư đường cắt ngươi, cố gắng tôi luyện. Trương Huyền quay đầu căn dặn. Vâng, lão sư. Trịnh Dương ôm quyền, cười hắc hắc. Tôn Thúc, xin mời. Nghe được tu luyện, Tôn Cường nhất thời không còn hưng phấn như vừa rồi, trở nên mặt ủ mày trao, bộ dạng như cha mẹ chết. Làm phiền sư đệ vất vả một chuyến. An bài xong Tôn Cường, Trương Huyền khách sáo nói. Chương 2962, danh sư đường xin lỗi thượng hai. Có thể cống hiến sức lực cho sư huynh, là vinh hạnh của ta. Dương sư vội vàng gật đầu. Nhìn thấy đương đại đệ nhất nhân khách khí như thế, Hưng Mộng Kiếm Thánh chấn kinh. Khách khí. Biết đối phương biết mình là thiên nhận danh sư, lễ tiết cùng thái độ lại cao hơn cũng không tính là gì, Trương Huyền cũng không nhiều lời, cho cái ánh mắt, ra hiệu khiêm tốn. Lúc này Dương sư mới kịp phản ứng, mặt mo đỏ ửng, con mắt rơi vào trên người Triệu Nhã, tràn đầy khó tin, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Sư huynh quả nhiên thủ đoạn thông huyền, lúc này mới bao lâu, Triệu cô nương cũng đã khôi phục như lúc ban đầu, hơn nữa tu vi tiến thêm một bước. Tình huống của Triệu Nhã, hắn tự mình dò xét qua, kinh mạch trong cơ thể vỡ vụn toàn bộ, lấy năng lực của hắn, gần như không có khả năng cứu chữa, vị sư huynh này, mới dùng ngắn ngủi hơn một canh giờ, liền để nàng khôi phục như lúc ban đầu. Không hổ là thiên nhận danh sư, quả nhiên có thủ đoạn làm người ta khó tin. Nghe hắn cảm khái, Trương Huyền cũng không nhiều lời, lúc này mới nhớ tới vừa rồi Nhậm Thanh Viễn tra hỏi, quay đầu nhìn qua. Nhậm đường chủ lệnh không phải ta không muốn trả lại ngươi, mà là. Vừa định nói ra thứ này đã bị luyện hóa, liền nghe Dương sư mở miệng. Đường chủ lệnh, là ta để sư huynh cầm trước, Nhậm Thanh Viễn, lần này ngươi không phân tốt xấu, tùy tiện điều động. Để danh sư đường rơi vào dư luận, bản thân liền có lỗi lầm lớn. Tiếp tục cầm, sẽ chỉ ảnh hưởng uy nghiêm của danh sư đường, liền do sư huynh tạm thời đảm bảo, lấy thực lực cùng địa vị của hắn, sẽ không để cho đường chủ lệnh bị hao tổn. Vâng, Nhậm Thanh Viễn không dám nói nhiều, đành phải lắc đầu, gọi lại một đám trưởng lão. Chúng ta đi. Huy động nhân lực tới, không nghĩ kết quả sẽ như thế. Chậm đã. Mới đi mấy bước. Liền thấy đám người chiến sư đường vây quanh ở bốn phía. Chiến tử có ý tứ gì? Nhậm Thanh Viễn quay đầu nhìn lại. Không có ý tứ gì. Chuyện của các ngươi đã giải quyết, nhưng sự tình của lão sư ta còn không có giải quyết. Các ngươi bỗng dưng chụp mũ cho lão sư, tiến hành truy nã, còn thống hạ sát thủ, nếu không phải chúng ta tới nhanh, chỉ sợ đã giết người. Ảnh hưởng tới danh dự, thân phận của lão sư, lại muốn giết người. Đi như vậy, không khỏi quá tiện nghi nha. Trịnh Dương vung trường thương trong tay. Lão sư nhân nghĩa, thả người danh sư đường các ngươi, không có nghĩa là chúng ta cũng dễ nói chuyện, ngày hôm nay không cho cái khai báo, thì ở lại chỗ này đi. Ngụy Như Yên cũng tiến về phía trước một bước, khí độc trên người sôi trào. Tam đại thế lực hòa giải với Trương Huyền, danh sư đường không truy cứu, nhưng người thân là danh sư đường, làm gương mẫu cho đại lục, bỗng dưng chụp mũ người khác, không cho cái khai báo liền muốn đi, nào có dễ dàng như vậy. Bọn họ cũng không muốn lão sư của mình một mực tiếp nhận bêu danh. Nếu thay lão sư đòi lại công đạo, vậy thì đánh tới bọn họ sợ hãi mới thôi, nếu không không đau không ngứa, về sau tái phạm làm sao bây giờ? Dầm! Kèm theo hai người nói, Triệu Nhã, Vương Dĩnh, Lộ Sung cũng lần nữa vây quanh, từng cái khí tức ngút trời, giống như danh sư đường không cho bọn họ thỏa mãn, ngày hôm nay liền chém xuống ngựa. Cái này! Da mặt Nhậm Thanh Viễn run run. Lại nói không ra lời. Tổng bộ danh sư đường quản lý đại lục mấy vạn năm, lúc nào bị bức thành như vậy? Các ngươi muốn thế nào? Một vị danh sư cửu tinh cũng nhịn không được nữa, lớn tiếng hỏi. Chẳng sao cả, xin lỗi. Hơn nữa thông báo tất cả danh sư đường trên đại lục. Mặt khác, linh thạch tuyệt phẩm gì đó, lại đền bù mấy ngàn vạn viên, chuyện này liền xong nha. Viên Đào nói. Chương 2963. Danh sư đường xin lỗi hạ một. Mấy ngàn vạn viên linh thạch tuyệt phẩm, sao ngươi không đi ăn cướp? Danh sư cửu tinh vừa rồi suýt chút nữa nổ tung, danh sư cửu tinh khác cũng chừng mắt nhìn. Số lượng linh thạch tuyệt phẩm thưa thớt, xem như tổng bộ danh sư đường, một lần cũng không có khả năng cầm ra được mấy ngàn vạn viên, cái này quả thực chính là ăn nói lung tung. Ăn cướp, sao có thể, chúng ta đều là người giảng đạo lý, chưa bao giờ làm loại chuyện này. Viên Đào cười hắc hắc, xoay người giáng xuống. Các vị trưởng lão Viên gia,
các bằng hữu chiến sư đường, cường giả độc điện, sư huynh, sư muội, nếu như bọn họ thực không bỏ ra nổi, ý kiến của ta là lưu lại chữ vật giới chỉ thôi, không cần thiết cởi quần áo, tuy danh sư bào trên người bọn họ do tổng bộ thiết kế làm ra, cũng rất đáng tiền. Nhưng chúng ta là người giảng đạo lý, không phải tới cướp. Ngươi, nghe nói như thế, mọi người danh sư đường thiếu chút nữa ngất đi. Như thế còn không gọi là cướp. Cái này so với cướp còn nghiêm trọng hơn được không? Nhậm Thanh Viễn kìm nén không được, ngẩng đầu nhìn về phía thanh niên cách đó không xa. Trương sư, đây là ý tứ của ngươi. Đừng nghịch nữa. Nhìn thấy các đồ đệ tinh nghịch như vậy, Trương Huyền khoát tay áo, mặt mũi bất đắc dĩ. Thanh Viễn sư điệt, mấy đồ đệ này của ta ngang bướng thành tính, để ngươi chê cười. Sư điệt. Nhậm Thanh Viễn nhoáng một cái. Chữ vật giới chỉ gì đó chỉ là chuyện cười mà thôi, bất quá bọn họ nói rất đúng, Trương Huyền ta một đường đi tới, quang minh lỗi lạc, đường đường chính chính, hậu đức tái vật, nhìn xa trông rộng, quên mình vì người, quang minh chính đại, thanh phong tuấn tiết, không nói đỉnh thiên lập địa, nhưng tuyệt đối không thẹn lương tâm. Mỗi ngày ba lần tự kiểm điểm bản thân, thời khắc lấy quy tắc danh sư đính chính bản thân, chưa hề làm ra sự tình vi phạm sư đức sư phong, bây giờ lại bị các ngươi tùy ý phá hư, gán cho tội danh không tuân quy củ. Nếu như mặc cho các ngươi rời đi, sợ rằng sẽ rét lạnh trái tim vô số danh sư trong thiên hạ. Trương Huyền chắp hai tay sau lưng nhìn qua. Ngươi, tốt, lần này là lỗi của ta, cam nguyện tiếp nhận trừng phạt, mở miệng đi, chỉ cần danh sư đường ta bồi thường nổi, tuyệt không chối từ. Tuy giận dữ, nhưng Nhậm Thanh Viễn cũng biết, đối phương nói không sai, ôm quyền cúi đầu. Bồi thường thì chưa nói tới, ta rất thích học tập cùng nghiên cứu, danh sư đường thống ngự thiên hạ. Vô số công pháp bí tịch đều từ đó mà ra, bởi vậy bí tịch trong đó, với ta mà nói, sớm đã mộ danh. Nếu như danh sư đường có thể lấy tất cả công pháp tu luyện từ động hư cảnh đến trước cổ thánh, mỗi bản chép một phần, đưa cho ta quan sát, nhất định vô cùng cảm kích. Trương Huyền nói, đối với hắn mà nói, tất cả bồi thường đều không có lợi ích thực tế như công pháp, bí tịch. Có những vật này, mới có thể ngưng tụ ra thiên đạo công pháp, để thực lực đột nhiên tăng mạnh. Công pháp danh sư đường quan hệ cơ mật, không có khả năng tùy tiện đưa người, xin đổi một điều kiện khác. Nhậm Thanh Viễn phất tay. Danh sư đường sở dĩ sừng sững đỉnh phong đại lục, là vì có rất nhiều bí tịch đỉnh tiêm, không có tư chất cùng tâm tính, là không thể truyền ra ngoài. Huống chi rất nhiều pháp quyết quá mức lợi hại, không ai chỉ điểm, không cách nào luyện thành không nói, còn dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, coi như danh sư cửu tinh muốn học tập, đều cần quan sát bút ký tiền nhân, nghiêm túc cẩn thận. Sao chép đưa người, tuyệt đối không thể. Pháp quyết quá mức cao thâm, quan hệ cơ mật, ta sẽ không cần, chỉ cần loại các ngươi có thể tùy ý tiết lộ, số lượng càng nhiều càng tốt. Trương Huyền nói, tuy danh sư ngôn truyền thiên hạ, hữu giáo vô loại, nhưng công pháp hạch tâm chân chính, cũng không phải tùy tiện người nào cũng có thể truyền thụ. Pháp không thể nhẹ truyền. Năm đó Khổng sư có 3.000 học sinh, 72 người thành đạt, cũng đều truyền thụ pháp môn khác biệt. Mà không phải từng cái tu luyện pháp quyết giống nhau. Giống như hắn, phương pháp tu luyện của đám người Vương Dĩnh, Trịnh Dương, Triệu Nhã, cũng không hoàn toàn giống nhau, từ vừa mới bắt đầu truyền thụ, cũng tách ra từng cái dạy dỗ, chỉ là nội dung cơ sở nhất, mới cùng nhau giảng bài. Cái này, nghe hắn không cần công pháp cơ mật, Nhậm Thanh Viễn chần chờ một chút, nhẹ gật đầu. Cũng được, có điều, chỉ có bí tịch thánh vực bát trọng cùng cửu trọng. Vượt qua loại cảnh giới này, mỗi người con đường khác nhau, đã không có pháp quyết để tham khảo. Hơn nữa đều để ở thiên thư các, muốn xem, chỉ có thể tự mình tiến vào bên trong, không cách nào sao chép. Cái này, chương 2964, danh sư đường xin lỗi hạ 2. Nghe hắn nói như vậy, Trương Huyền quay đầu nhìn về phía Hưng Kiếm Thánh, thấy hắn nhẹ gật đầu, hẳn là không giả, lúc này mới bất đắc dĩ. Cũng tốt, bí tịch thánh vực bát trọng, trong tay chúng ta liền có không ít. Hiện tại có thể cho ngươi, bất quá cửu trọng cần về tổng bộ danh sư đường lại sao chép cho ngươi. Nhậm Thanh Viễn nói tiếp. Danh sư đường đã đồng ý, lấy thân phận của bọn hắn, đương nhiên sẽ không nuốt lời, Trương Huyền nhẹ gật đầu. Chư vị, xin lấy công pháp thánh vực bát trọng cho ta một phần. Thấy hắn đồng ý, Nhậm Thanh Viễn cũng không nhiều lời, quay đầu dặn dò. Vâng, rất nhiều danh sư cửu tinh nhao nhao lấy ra bí tịch, hơn 10 vị danh sư. Tìm ra mấy ngàn bản, đưa thư tịch qua, Nhậm Thanh Viễn hất ống tay áo. Trương sư, chuyện ngày hôm nay là ta sai lầm, sau khi trở về,
sẽ từ đi vị trí quyền đường chủ, xem như cho ngươi bàn giao. Lần này náo thành như vậy, danh sư Đường sai lầm, muốn vãn hồi tôn nghiêm cùng danh dự, cần chiêu cáo thiên hạ, toàn bộ tội lỗi đổ lên người mình. Có tội danh lớn như thế, vị trí quyền đường chủ khẳng định giữ không được, đến lúc đó bị người chỉ trích, còn không bằng trực tiếp từ chức. Cáo từ. Nói xong bái một cái, lại hành lễ với Dương sư, mang theo mọi người xoay người rời đi. Không nghĩ tới đối phương lại muốn từ đi vị trí quyền đường chủ, Trương Huyền bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp theo nghi ngờ nhìn về phía Dương sư cách đó không xa. Sư đệ. Hắn cũng không có nói muốn đảm bảo đường chủ lệnh, sao đối phương lại thay mình nói chuyện. Thiên nhận danh sư có thể nhẹ nhõm luyện hóa đường chủ lệnh, người không nguyện ý giao ra, hẳn là đã luyện hóa, thứ này biến thành giọt nước, biến mất ở trong lòng bàn tay ngươi. Dương sư truyền âm. Trương Huyền gật đầu. Xem ra vị trước mắt này đã biết, cũng miễn đi hắn giải thích. Luyện hóa, mượn nhờ giọt nước, sẽ nắm giữ lực lượng vô địch dưới cổ thánh, có phải sư huynh cảm thấy, nói cho đối phương thân phận thiên nhận danh sư cũng không quan trọng hay không? Dương sư tiếp tục truyền âm. Trương Huyền gật đầu, ngay sau nghi ngờ nhìn qua. Vì cái gì? Thiên nhận danh sư, sở dĩ không dám thừa nhận, là bởi vì thực lực hắn quá thấp, sở dĩ linh tộc nghe được tin tức tiến hành vây quét, nhưng bây giờ luyện hóa đường chủ lệnh, chỉ cần dung hợp giọt nước, liền nắm giữ sức chiến đấu vô địch dưới cổ thánh, nói ra cũng không có gì. Coi như nói thẳng, đường chủ lệnh bị mình luyện hóa cũng không quan trọng, vì sao phải cố ý che giấu? Nói thật cho ngươi biết đi, dị linh hoàng đã đi tới danh sư đại lục. Vẻ mặt Dương sư nghiêm túc. Nếu như đoán không sai, hắn có thể đã biết cái gì, một khi tin tức thiên nhận danh sư tiết lộ, cũng sẽ rơi vào nguy hiểm. Rơi vào nguy hiểm, vị dị linh hoàng này thực lực là gì? Trương Huyền nhìn không được hỏi. Đã vô địch dưới cổ thánh, vì sao còn phải lo lắng? Thực lực của hắn đạt đến. Vẻ mặt Dương sư nghiêm túc. Cổ thánh. Chương 2965, Đại lục bí văn 1. Cổ thánh. Con người Trương Huyền co rụt lại, tràn đầy khó tin. Không phải nói không cách nào đột phá cổ thánh sao? Trước đó Dương sư từng nói qua, cổ thánh khó mà đột phá, xem như hắn cũng bị vây ở tại chỗ, không cách nào tiến bộ, chỉ có thể đi khắp thiên hạ, tìm kiếm cơ duyên, đã như vậy, vì sao dị linh hoàng có thể mạnh như vậy? Ta nói hắn nắm giữ tu vi cổ thánh, vẫn là đánh giá thận trọng nhất, chỉ sợ tu vi sẽ cao hơn. Thấy hắn không hiểu, vẻ mặt Dương sư nghiêm túc, dừng lại một chút, giải thích nói. Danh sư đại lục quả thực rất khó đột phá cổ thánh, nhưng dị linh tộc không giống nhân loại, thể chất hoàn toàn khác biệt. Phương thức đột phá của bọn hắn cũng không giống, còn có thể đột phá hay không, ta không rõ ràng lắm, nhưng dị linh hoàng này khẳng định không phải đột phá trong gần vạn năm qua. Có ý tứ gì? Trương Huyền không hiểu. Không phải đột phá trong gần vạn năm qua, chẳng lẽ một vạn năm trước tên này đã đạt tới cổ thánh? Không đến mức đó đi. Mặc dù cổ thánh cao thâm, thế nhưng tuổi thọ không phải vô tận, nếu không khổng sư cùng rất nhiều đệ tử, cũng sẽ không biến mất không thấy. Ta thậm chí nghi ngờ, vị dị linh hoàng này, chính là vị lúc trước từng đối chiến với khổng sư. Dương sư híp mắt lại. Vị đối chiến với khổng sư, cái này, khổng sư rời đại lục đã hơn vạn năm nha. Trương Huyền giật nảy mình. Khổng sư rời danh sư đại lục đã hơn vạn năm, dị linh hoàng tới đối chiến, chẳng lẽ còn có thể sống được. Tuổi thọ của dị linh tộc vốn lâu dài, lại thêm có thể nắm giữ một ít bí thuật về thời gian, ngủ say vạn năm không khó lắm. Dương sư giải thích, thật ra thì ở trên đại lục cũng có không ít cự đầu nhân tộc sống sót như vậy. Trong lòng Trương Huyền nổi lên sóng to gió lớn. Vốn cho rằng bất kể tu luyện giả hay dị linh tộc, tuổi thọ đến, chỉ có thể lựa chọn tử vong. Nằm mơ cũng không nghĩ đến, còn có loại bí thuật này. Cũng đúng, ngoan nhân chính là tồn tại năm đó cùng khổng sư đối chiến, vài vạn năm sau sống lại. Dị linh hoàng, địa vị so với ngoan nhân chỉ mạnh không yếu. Nắm giữ phương pháp sống sót cũng rất bình thường. Vị dị linh hoàng này lẻn vào đại lục, có phải là vì Xuân Thu đại điển không, ẩn giấu ở nơi nào, cụ thể tới nơi nào, coi như danh sư Đường cũng không biết. Cho nên, tất cả cẩn thận cho thỏa đáng. Thiên nhận danh sư, vài vạn năm mới xuất hiện một cái, vạn nhất bị hắn biết, tới chém giết, bằng vào thực lực của chúng ta bây giờ, căn bản không ngăn cản nổi. Dương sư lo lắng. Trương Huyền gật đầu. Thân phận thiên nhận danh sư, che giấu đã lâu như vậy, che giấu nhiều một hồi cũng không tính là gì. Chỉ là không nghĩ tới,
vị dị linh hoàng này cường đại như vậy. Nếu như vị này lợi hại như thế, danh sư đại lục đã không còn cổ thánh, vì sao bọn họ không giết tới, lần nữa chiếm lĩnh đại lục. Thế giới này đã không còn khổng sư, rất nhiều đệ tử cũng mất, dị linh hoàng là cổ thánh, dẫn đầu dị linh tộc giết tới lần nữa, rất bình thường nha. Bọn họ xung phong liều chết rất nhiều lần, nhưng luôn bị thiệt lớn, nếu không danh sư đường, chiến sư đường, cũng không cần thời khắc đều ở trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Chương 2966, Đại lục Bí Văn 2. Thấy hắn không hiểu, Dương Sư giải thích. Hơn nữa, mặc dù hiện tại danh sư đại lục không ai có thể đột phá cổ thánh, nhưng không có nghĩa là không có cổ thánh. Cái này, Trương Huyền nháy mắt, càng ngày càng mê hoặc, đã không cách nào đột phá, tại sao còn có? Ta không phải mới vừa nói sao? Ở trên đại lục có không ít cự đầu nhân tộc, dựa vào bí thuật thời gian sống sót. Trương gia các ngươi, sở dĩ có thể trở thành đại lục đệ nhất gia tộc, ai cũng không dám bắt nạt, danh sư đường cũng cho ba phần mặt mũi, bởi vì cũng có loại cự đầu này sống sót. Chỉ bất quá một mực nằm ở trạng thái ngủ say, chỉ có khi đại lục gặp nguy hiểm chân chính, mới có thể đánh thức mà thôi. Dương sư nói, Trương gia có, cổ thánh, Trương Huyền líu lưỡi. Còn tưởng rằng người mạnh nhất Trương gia là Hưng Mộng Kiếm Thánh cùng đại trưởng lão Trương Vô Ngân, không nghĩ tới còn nắm giữ bí mật che giấu. Đúng vậy, những chuyện này liên lụy đến cơ mật cao nhất của đại lục, chỉ có trở thành danh sư cửu tinh chân chính, mới có tư cách biết, mong sư huynh không nên truyền ra ngoài. Dương sư ôm quyền. Yên tâm, ta biết được. Trương Huyền trả lời. Đại lục cổ thánh, cơ bản đều rơi vào trạng thái ngủ say, chiến đấu một lần, tuổi thọ sẽ giảm một lần, đến cuối cùng rất có thể hoàn toàn chết đi. Bởi vậy không có khả năng gọi ra, thời khắc bảo vệ sư huynh. Cho nên sự tình thiên nhận danh sư đã không có tiết lộ, vậy trước không vội nói ra, nếu không ai cũng không biết dị linh hoàng kia sẽ biến hóa thành bộ dáng gì, lại sẽ xuất hiện ở địa phương nào. Nói đến đây, Dương sư dừng lại một chút, vẻ mặt thành khẩn. Chúng ta ai cũng có thể vẫn lạc, có thể tử vong, nhưng sư huynh ngươi không thể. Ngươi là thiên nhận danh sư, tồn tại có thể so với khổng sư, nhân tộc có thể lần nữa thịnh vượng, lần nữa khai sáng cổ thánh khắp nơi trên đất hay không? Chỉ có thể dựa vào ngươi. Trong lòng Trương Huyền chấn động, không nghĩ tới vị trước mắt này xem trọng mình như vậy. Ta hiểu. Biết đối phương mong đợi, Trương Huyền gật đầu, đồng thời âm thầm vui mừng. May mắn tính cách của hắn khiêm tốn, không gióng trống khua chiêng nói ra sự tình thiên nhận danh sư, nếu không chỉ sợ sớm đã bị dị linh hoàng ngấp nghé, chết cũng không biết chết như thế nào. Sư đệ mới vừa nói, dị linh hoàng này vì Xuân Thu Đại Điển mà đến cùng xảy ra chuyện gì? Trương Huyền lần nữa nhìn qua. Xuân Thu Đại Điển trong truyền thuyết là bí tịch khổng sư lưu lại, nắm giữ năng lực thông thiên triệt địa, trước đó Thanh Điển Hoàng thất muốn tìm kiếm truyền thế thiên phù, đang có liên quan đến. Đại Điển là bí tịch khổng sư lưu lại, có thể thay đổi Xuân Thu, sửa đổi thời gian, sau khi khổng sư rời đại lục, đặt ở trong khúc phụ khổng miếu, nhưng mà khổng miếu cụ thể ở nơi nào, không ai biết, hậu thế vô số danh sư cũng thẩm tra không ra. Truyền thuyết chỉ có gom góp đủ truyền thế thiên phù, mới có thể mở ra con đường đi vào khổng miếu, tiến vào bên trong, tìm được đại điển. Bất quá một năm trước, không biết nguyên nhân gì, khúc phụ không gian xuất hiện rung chuyển, dường như có người loáng thoáng thấy qua khổng miếu. Tin tức vừa ra, đại lục oanh động, danh sư đường biết chuyện, lập tức phong tỏa nguồn gốc tin tức, nhưng dị linh tộc vẫn biết được. Xuân Thu Đại Điển, là chí bảo vô thượng, nhân tộc nhận được, thực lực tất nhiên sẽ tăng nhiều, mà dị linh tộc nhận được. Thì rất có khả năng phá tan phong ấn, trở lại nhân gian, đến lúc đó sinh linh đổ thán. Sắc mặt Dương sư nghiêm túc. Đây là bảo vật khổng sư luyện chế, vì sao không giao cho danh sư đường đảm bảo, mà lại phong ấn, đặt ở khổng miếu. Trương Huyền không hiểu. Khổng sư luyện chế ra, đương nhiên là muốn tạo phúc nhân loại, nhưng hắn lại giấu đi, đây là vì sao? Nguyên nhân cụ thể ta cũng không biết, chỉ sợ chỉ có tiến vào khổng miếu, mới có thể biết. Dương sư nói, chương 2967, quay về chương gia 1. Liên lụy đến khổng sư, đã không phải hắn có thể lý giải, lại nói sự tình mấy vạn năm trước, coi như danh sư đường truyền thừa nghiêm cẩn, nhưng bao nhiêu đời sau, cũng sẽ mất đi dự tính ban đầu, nói nhiều hơn nữa, cũng chỉ có thể là ước đoán. Danh sư phải nói cẩn thận làm cẩn thận, đã không xác định, nói hay không nói đều không quan trọng. Thấy đối phương quả thực không rõ ràng. Trương Huyền không tiếp tục hỏi nhiều. Dương sư, nhờ có chỉ điểm của ngươi, để chúng ta được như nguyện gặp lại Huyền Nhi,
bây giờ muốn dẫn hắn về gia tộc, nhận tổ quy tông, không biết ngươi có thể đi cùng không, cũng tiện làm chứng. Hai người lại trò chuyện một hồi, Hưng Kiếm Thánh đi tới trước mặt. Ta vừa vặn muốn qua một chuyến, cùng một chỗ đi. Dương Sư gật đầu. Vậy tốt. Thấy hắn cũng muốn đi, Hưng Kiếm Thánh thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn về phía Trương Huyền. Chúng ta đi Băng Nguyên Cung trước, dùng truyền tống trận đến tổng bộ danh sư đường, sau đó lại quay về Trương gia. Khỏi cần phiền toái như vậy, muốn về Trương gia, trực tiếp bố trí truyền tống trận là được. Trương Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng. Mặc dù lực lượng giọt nước biến mất, nhưng hiện tại tu vi của hắn đạt đến động hư cảnh sơ kỳ, lại có Dương Sư, cùng Hưng Mộng Kiếm Thánh, lần nữa sắp đặt ra truyền tống trận không khó lắm. Dù sao vị trí cụ thể của Trương gia đã đi qua một lần, hết sức rõ ràng, cẩn thận suy tính, sẽ không sai được. Như thế tốt nhất. Nghe hắn nói như vậy, mọi người mới nhớ ra vị trước mắt này nắm giữ năng lực tiện tay bố trí truyền tống trận, đồng thời nhẹ gật đầu. Ta trước an bài học sinh một chút. Quyết định muốn đi Trương gia, cũng không có gì xoắn suýt, thân thể Trương Huyền nhoáng một cái, đi tới trước mặt đám người Triệu Nhã, Trịnh Dương. Lão sư, mấy người lại khó ngăn chặn nỗi nhớ trong lòng, tất cả đều đồng loạt vây quanh, từng cái cực kỳ kích động. Không có lão sư, bọn họ có khả năng còn ở Thiên Huyền Vương quốc pha trộn, không thể biến thành như bây giờ, quát tháo phong vân, dậm chân một cái đại lục cũng rung động. Ân thụ nghiệp suốt đời khó quên. Huống chi đối phương tận tâm tận trách, vì bọn họ tiêu trừ tai nạn này đến tai nạn khác, giúp hắn tìm được nơi thích hợp nhất. Cũng không tệ. Nhìn từng gương mặt quen thuộc trước mắt, Trương Huyền cũng không khỏi cảm khái. Những đứa bé không hiểu chuyện lúc trước theo hắn kia, hiện tại đã thành đại lão một phương, duy nhất không thay đổi là dung mạo quen thuộc, thời gian thấm thoát, để cho người ta không nhịn được thổn thức. Trịnh Dương, vì sao thực lực của ngươi tiến bộ nhanh như vậy? Cảm khái vài câu, Trương Huyền nhìn về phía thiếu niên cách đó không xa. Ngụy Như Yên, tiên thiên độc thể, kích hoạt thể chất, tu vi tự nhiên sẽ nhanh chóng bạo tăng. Triệu Nhã, Lộ Sung, Viên Đào nguyên lý tương đồng, mặc dù Vương Dĩnh có chút tiến bộ, cũng ở trong phạm vi có thể lý giải, thực lực mạnh mẽ dựa vào là khải linh thuật cùng khôi lỗi kia. Ngược lại Trịnh Dương, không có bất kỳ đặc thù gì, nhiều nhất chăm chỉ khắc khổ, tu luyện nghiêm túc, sao tiến bộ ngược lại nhanh nhất trong bọn họ. Ngay cả Nhậm Thanh Viễn cũng kiêng kỵ ba phần. Hồi bẩm lão sư, ta mượn Xuân Thu Điện của tổng bộ danh sư đường, nếu không sẽ không nhanh như vậy. Trịnh Dương gãi đầu cười nói. Xuân Thu Điện. Trương Huyền nghi ngờ. Là pháp bảo đặc thù của tổng bộ danh sư đường, nghe nói lúc trước Khổng Sư lưu lại, có chút tương tự Trương gia huyết trì, nhưng mà càng cao minh hơn, tu luyện giả tiến vào bên trong, bên ngoài một tháng, bên trong một năm. Ta ở bên trong dưới tình huống tài nguyên dồi dào. Tu luyện 3 tháng, tương đương với vượt qua 3 năm. Trịnh Dương nói. Chương 2968, quay về Trương gia 2. Thì ra là thế. Trương Huyền bừng tỉnh hiểu ra. Khó trách mấy tháng không gặp, hắn đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất, bọn người Triệu Nhã đuổi không kịp, nguyên lai danh sư đường có loại bảo bối này. Bên ngoài 3 tháng, bên trong 3 năm, lại thêm cố gắng, cùng vô số cường giả chiến sư đường toàn lực bồi dưỡng. Nắm giữ lực lượng như vậy là chuyện đương nhiên. Trương gia huyết trì, chỉ là ý niệm tu luyện, mà Xuân Thu Điện thì có thể để cả người đi vào, chênh lệch to lớn, liếc qua thấy ngay. Hiện tại các ngươi đều là cự đầu một phương thế lực, không thể như trước kia đi theo sau lưng ta, mỗi người đều trở về đi, hiện tại lão sư không có nguy hiểm, khỏi cần tiếp tục đi theo. Trò chuyện không biết bao lâu, thấy sắc trời đã muộn, đã qua hơn nửa ngày, Trương Huyền nhìn không được mở miệng nói. Biết những học sinh này quyến luyến cùng không nỡ hắn, nhưng trên đời không có tiệc không tan, bọn họ đều tìm được con đường thuộc về mình, cũng nên bước lên hành trình thuộc về mình, mà không thể giữ ở bên người che chở mãi. Chúng ta biết, chỉ là không bỏ. Hốc mắt Triệu Nhã ửng hồng. Vốn cho rằng có thể cùng lão sư ở lâu một đoạn thời gian, không nghĩ tới nhanh như vậy lại phải chia lìa. Triệu Nhã, mặc dù kinh mạch trong cơ thể ngươi hoàn thành tái tạo, nhưng cơ sở vẫn chưa vững chắc. Quyển bí tịch này là ta vừa mới viết, ngươi cầm, cẩn thận tu luyện, đối với kinh mạch mới tái tạo, cùng thực lực tấn thăng sau này, sẽ có trợ giúp rất lớn. Trịnh Dương, phương pháp tu luyện của chiến sư đường tự thành hệ thống, mặc dù rất tốt, nhưng ngươi tấn cấp quá nhanh, xuất hiện ám thương, ta chỗ này có phương thuốc, ngươi trở về tìm cường giả luyện chế thành đan dược, liên tục dùng 7 ngày sẽ giải trừ, hơn nữa tu vi còn có thể tiến bộ lần nữa. Vương Dĩnh,
thiên tư của ngươi so với đám người Triệu Nhã thì kém một chút, cũng không có kỳ ngộ như Trịnh Dương, đây là công pháp gần đây ta tu luyện, cùng cảm ngộ đối với Khải Linh Sư, toàn bộ cho ngươi, nghiêm túc tu luyện, sẽ có trợ giúp rất lớn. Lộ Sung, Ngụy Như Yên, Viên Đào, mỗi một học sinh đều cẩn thận dặn dò một lần, Trương Huyền vẫn chưa yên tâm, lại ở trên người mỗi đệ tử lưu lại mấy tia thiên đạo chân khí, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù những học sinh này đều thành chư hầu một phương, nhưng ở trong lòng của hắn vẫn giống như hài tử, cần người chăm sóc. Lão sư, người đã muốn đi Lạc Gia cầu hôn, chúng ta ở Lạc Gia lại tụ họp. Trịnh Dương cười cười. Đến lúc đó chuẩn bị quà tặng chúc mừng lão sư. Không sai, lão sư cầu hôn, làm học sinh há có thể không tới. Ngụy Như Yên cũng mỉm cười. Đến lúc đó học sinh nhất định tới. Mấy người Triệu Nhã cũng gật đầu. Thấy vẻ mặt mọi người thành thật, Trương Huyền bất đắc dĩ lắc đầu. Được rồi, chỉ cần các ngươi bằng lòng, tới cũng không sao. Đúng rồi, Lưu Dương từ Thanh Nguyên thành rời đi không biết đi nơi nào, các ngươi tìm kiếm giúp, tuyệt đối đừng xuất hiện nguy hiểm. Nhớ tới đệ tử còn lại, Trương Huyền có chút lo lắng. Vâng, mọi người đều gật đầu lên tiếng. Thời điểm cùng các học sinh tán gẫu, người Khải Linh Sư Công Hội đã khải linh danh sư đường chạy về chỗ cũ. Cao thủ độc điện cũng cứu các danh sư lại thả đi. Quay về thôi. Biết tâm tình của con không quá tốt, Mộng Kiếm Thánh cũng không nhiều lời, lấy ra rất nhiều trận kỳ cấp 9 đưa tới. Nắm trận kỳ, tính toán vị trí Trương gia một chút, Trương Huyền bố trí ra truyền tống trận. Trong quá trình kích hoạt trận pháp, tu vi không đủ, cuối cùng Dương sư ra tay mới thành công. Hô! Đoàn người biến mất tại chỗ, sau một khắc đã xuất hiện ở bên ngoài Trương gia. Chương 2969, tin tức truyền đến Lạc Gia. Lạc Gia, ca ca, người thả ta ra ngoài, ta cứu hắn xong, sẽ lập tức trở về. Trước phong ấn to lớn, một nữ hài cầu khẩn nói. Mái tóc nữ hài đen nhánh, dung nhan mịn màng, hoàn mỹ không một tì vết, mỹ lệ không nói ra được, như tiên tử từ trên trời giáng xuống, mở miệng khó mà miêu tả một phần vạn. Phía trước nàng là thanh niên chừng 30 tuổi, không phải người khác. Chính là Lạc Huyền Thanh. Người bỏ suy nghĩ đó đi, ta được cho phép ngồi truyền tống trận dùng tốc độ nhanh nhất về gia tộc, chính là sợ ngươi làm loạn. Nhìn ánh mắt muội muội cầu khẩn, Lạc Huyền Thanh có chút đau lòng, cuối cùng vẫn lắc đầu. Lần tai nạn này, là chính hắn dẫn ra, có thể vượt qua, ta tin tưởng thật có năng lực cưới ngươi, không vượt qua được. Yên tâm, danh sư đường sẽ có chừng có mực, nhiều nhất giam giữ, sẽ không nguy hiểm tính mạng. Vậy thì tốt rồi. Nghe ca ca nói như vậy, nữ hài thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần không nguy hiểm tính mạng, lấy năng lực của hắn, tin tưởng nhất định có thể vượt qua nguy cơ. Muội nha, thật không biết tiểu tử kia đổ cho ngươi thuốc mê gì. Nhìn thấy muội muội một bộ si tình, Lạc Huyền Thanh nhịn không được lắc đầu. Trương Huyền này, hắn tiếp xúc qua rất lâu, xem như hiểu rõ, mặc dù có chút thủ đoạn, nhưng đối mặt quái vật khổng lồ như danh sư đường, hẳn không có bất kỳ phương pháp phản kháng, hắn thấy. Lần này coi như không có nguy hiểm, khẳng định cũng ăn đau khổ lớn. Thật nghĩ không thông, vì sao muội muội tin tưởng hắn như vậy? Không phải thuốc mê, mà là ta tin tưởng hắn. Nữ hài nói, tin tưởng có ích lợi gì? Gia tộc quyết tâm, muội cũng không phải không biết, dính dáng lớn như thế nào, muội cũng biết, khẳng định phải gả cho tiểu thiên tài của Trương gia, cùng hắn, không có khả năng. Không biết nên khuyên can như thế nào, than thở một tiếng, Lạc Huyền Thanh buồn bã. Muội muội đối với tên này, dùng tình càng sâu, sẽ càng thất vọng, bởi vì Trương gia, Lạc gia quyết định, liên lụy đến danh sư đường, liên lụy đến chuyển thế thiên phù, xuân thu đại điển, không có khả năng bởi vì tình cảm cá nhân mà di chuyển cùng thay đổi. Ta biết, ta cũng biết cùng hắn không có khả năng, nhưng chỉ cần biết hắn bình yên, an toàn là được. Nữ hài hai tay vịn cằm, ngồi tại nguyên chỗ, thản nhiên nói, trong mắt mang theo tình nghĩa nồng đậm. Muội, ai? Muốn nói muội muội vài câu, thấy loại vẻ mặt này của nàng, Lạc Huyền Thanh cuối cùng vẫn ngừng lại. Nàng từ nhỏ đến lớn, từ trước tới nay cô đơn, thật vất vả có người ưa thích. Dù thật không thể cùng một chỗ, nắm giữ hạnh phúc ngắn ngủi cũng tốt. Thiếu gia, tiểu công chúa. Trong lòng đang đau thương cho muội muội, một tiếng la dồn dập vang lên, ngay sau đó một bóng người vội vã chạy tới. Thừa Tân trưởng lão, thế nào? Thấy rõ bóng người. Ánh mắt Lạc Huyền Thanh sáng lên, vội vàng hỏi. Không phải người khác, chính là cao thủ Lạc gia ban đầu ở Thanh Nguyên thành uy hiếp Trương Huyền, Lạc Thừa Tân.
Lúc này hắn tràn đầy kích động, vẻ mặt thấu hồng, dường như biết tin tức gì, hiện tại cũng khó tin. Thiếu gia để cho ta hỏi thăm tình huống bên Liên minh Đế quốc, ta mới vừa nhận được tin tức. Trương sư bị rất nhiều cao thủ của Danh sư đường phát hiện, không thể trốn đi đâu được, vốn chỉ có thể bó tay chịu trói, ai biết. Rất nhiều học sinh của hắn xuất hiện. Lạc Thừa Tân vội vàng nói. Học sinh của hắn, ngươi nói là đám người Vương Dĩnh. Tiểu công chúa vội vàng nhìn qua. Vâng, tới trước là Độc Điện Điện chủ, sau đó là một vu hồn to lớn, Khải Linh sư công hội hội trưởng. Lạc Thừa Tân nói ra tin tức lấy được, vừa nói vừa nuốt nước bọt, biểu lộ quái lạ. Tuy vừa rồi đã nhìn một lần, nhưng lần nữa nói ra, vẫn như cũ khó mà tin được. Ngươi nói tên tiểu tử thúi này, trước đó thu mấy học sinh, hiện tại thành Độc Điện Điện chủ, Khải Linh sư công hội hội trưởng, Chiến sư đường đường chủ, Viên gia gia chủ. Lạc Huyền Thanh trợn mắt lên. Những thế lực lớn này, mỗi một cái đều không yếu hơn Lạc gia. Những chư hầu này cường đại đến cực điểm, trấn giữ một phương, vậy mà đều là học sinh của hắn. Chính hắn mới nhập hư cảnh, làm sao dạy ra học sinh lợi hại như vậy? Đúng vậy, không chỉ như vậy, Trương gia Hưng Mộng Kiếm Thánh cũng tới. Lạc Thừa Tân tiếp tục nói. Cùng hắn đại chiến một hồi, Hưng Kiếm Thánh nhận thua, sau đó nói. Nói? Nói cái gì? Thấy hắn chi chi ô ô không nói ra được, Lạc Huyền Thanh nhíu mày. Nói, vị Trương sư này, lại là, con của hắn, cũng chính là vị tiểu thiên tài một mực không có lộ diện kia. Lạc Thừa Tân cắn răng nói. Nhìn thấy tin tức này, hắn sợ tính sai, nhìn kỹ 7-8 lần, nhưng lúc này nói ra, vẫn cảm thấy quá huyền ảo, để cho người ta khó tin. Tiểu công chúa thật vất vả có người ưa thích, vốn cho rằng nhất định thành số khổ uyên ương, khó cùng một chỗ, làm sao cũng không nghĩ đến, lại chính là. Vị có hôn ước kia. Ngươi nói cái gì? Lạc Huyền Thanh ngẩn ngơ. Tiểu công chúa ở trong phòng ấn thân thể mềm mại cứng ngắc, thanh âm phát run. Ngươi nói, Trương sư chính là tiểu thiên tài. Vâng, tin tức này ta chuyên môn xác nhận nhiều lần, tuyệt sẽ không sai. Nghe nói sau khi đại trưởng lão biết chuyện này, đã chạy về, không có gì bất ngờ xảy ra, không bao lâu nữa sẽ lan cả gia tộc. Lạc Thừa Tân tràn đầy kích động gật đầu. Hắn là lão bộc của tiểu công chúa, từ nhỏ chăm sóc lớn, biết tính tình của nàng. Chính bởi vì quan tâm, mới giấu nàng đi tìm Trương Huyền, mượn cơ hội giáo huấn đối phương, giờ phút này biết tiểu công chúa cùng đối phương có thể chân chính chung một chỗ, trong lòng hưng phấn tuyệt không kém hai người trước mắt. Cái này, tên này lại là tiểu thiên tài. Lạc Huyền Thanh nhịn không được đánh không chung một quyền, kích động nói không ra lời. Vốn ghét nhất chính là vị tiểu thiên tài muốn cưới muội muội kia, giờ phút này cùng Trương Huyền giao hòa chung một chỗ, trong lòng chẳng biết tại sao, ngược lại tiếp nhận, thậm chí còn tràn đầy vui vẻ. Sở dĩ chán ghét đối phương, là bởi vì sợ muội muội không thích, hiện tại trái tim muội muội ám hứa, đối phương cũng tình căn thâm trùng, đã là ông trời tác hợp, làm ca ca, chỉ có thể vui vẻ, không còn có lý do tức giận. Trương sư, xác nhận tin tức, biết người trong lòng chính là người cùng nàng có hôn ước, những ngày này tiểu công chúa lo lắng, xoắn xuýt, tất cả đều quét sạch sành xanh, nhịn không được nữa nước mắt chảy xuống. Có hôn ước, liền có thể quang minh chính đại chung một chỗ, không cần tiếp tục sợ hãi. Hắn, biết mình là tiểu thiên tài của Trương gia, có thái độ gì? Đột nhiên nhớ tới cái gì, nhịn không được nhìn qua, trong mắt tràn đầy căng thẳng. Đương nhiên là sướng đến phát rồ rồi, còn giống như cùng đại trưởng lão ước định cẩn thận, chỉ cần về Trương gia, nhận tổ quy tông, sẽ lập tức tới cầu hôn. Lạc Thừa Tân nói, tới cầu hôn, tiểu công chúa siết chặt nắm đấm, khuôn mặt trong nháy mắt xấu hổ thấu hồng, nhưng trong hai mắt lộ ra mong đợi. Ta chờ. Chương 2970, Thiên hạ sợ hãi 1. Hiên Viên Đế quốc, làm vương quốc tấn thăng đế quốc. Tuy ở trong rất nhiều đế quốc cũng không chói mắt, nhưng nhân tài đông đảo, hậu tích bạc phát, tốc độ phát triển cực nhanh. Ngắn ngủi nửa năm thời gian, đã trở thành tồn tại tài năng xuất chúng trong nhị đẳng đế quốc, vạn quốc liên minh cũng xa xa không kịp. Nữ đế Mạc Vũ ngồi ngay ngắn ở trên vương tọa, ngắm nhìn bốn phía, mang theo uy nghiêm nồng đậm. Nói đi, trước kia không phải rất nhiều ý kiến sao? Tại sao ngày hôm nay không nói chuyện? Bệ hạ! Ngàn vạn lần không thể hành động thiếu suy nghĩ. Đây là danh sư đường quyết định, nếu như chúng ta lên tiếng ủng hộ Trương sư, chẳng khác nào đối nghịch danh sư đường, ta sợ. Thật vất vả tấn thăng đế quốc, sẽ lần nữa đánh về nguyên hình. Một đại thần cắn răng nói.
ta không tán đồng quan điểm của Trần Thượng Thư, không có Trương Sư, Hiên Viên Vương quốc ta không có khả năng tấn thăng thành đế quốc, ân nhân chịu nhục, mà không lên tiếng, có mặt mũi nào lập triều lưu thế, để vạn dân kính ngưỡng. Lại một đại thần đi ra. Ta đồng ý thuyết pháp của Lý Ngự Sử, danh sư khác chúng ta có thể mặc kệ, bởi vì không hiểu rõ, nhưng Trương Sư vì Hiên Viên Vương quốc tấn thăng, hao tốn không biết bao nhiêu tâm huyết, tuyệt không thể khoanh tay đứng nhìn. Không đứng ngoài quan sát, lấy thực lực của chúng ta có thể làm gì? Các ngươi phải biết, đây chính là tổng bộ danh sư Đường ra quyết định. Coi như không làm được cái gì, ta cũng không muốn để cho người ta rằng Hiên Viên đế quốc chúng ta quên mất căn bản, quên mất ân nhân. Đền ơn không phải thiêu thân lao đầu vào lửa, người đây là bậy bạ. Đủ rồi. Nhìn các quan viên tranh cãi, nữ đế Mạc Vũ đột nhiên đứng dậy. Trương sư nhất định phải cứu, đây là điểm mấu chốt của ta. Lý Ngự Sử, lấy danh nghĩa của ta, viết chiếu thư, tuyên cáo tất cả người nhận qua ân huệ của Trương sư ở đế quốc, liên danh tấu lên. Tổng bộ danh sư Đường lại như thế nào, cũng không thể bảo đảm mỗi lần đều đối đầu, cũng không thể bảo đảm bỏ qua dân tâm. Tuân chỉ, nghe được bệ hạ làm ra quyết định, các đại thần không dám tiếp tục mở miệng, từng người cúi đầu xuống. Bệ hạ, bên này đang chuẩn bị viết chiếu thư, một tướng quân mặc khôi giáp vội vã lao đến. Đây là tin tức mới lấy được, Trương sư không sao, không có việc gì. Mạc Vũ vội vàng nhận lấy thư tín, mở ra, nhanh chóng nhìn xong, vẻ mặt lúc đỏ lúc trắng, khó có thể tin. Trương sư lại là Trương gia gia chủ của gia tộc siêu nhất lưu. Triệu Nhã là Băng Nguyên cung cung chủ, tu vi ngay cả Nhậm Thanh Viễn quyền đường chủ cũng khó mà chống lại. Tiểu nha đầu Vương Dĩnh kia, Thành Khải Linh sư công hội hội trưởng. Trịnh Dương thành chiến sư đường đường chủ, Viên Đào lại là Viên gia gia chủ, Lộ Sung cũng thành Vu Hồn đại tông sư, cùng danh sư cửu tinh chiến đấu không rơi vào hạ phong. Nếu như ta không làm hoàng đế, theo sát ở phía sau hắn, hiện tại có thể cũng đã trở thành cường giả đỉnh cao của đại lục hay không? Thân thể mềm mại của Mạc Vũ cứng ngắc, nói không ra lời. Đám người Triệu Nhã, Vương Dĩnh, Trịnh Dương vừa mới bắt đầu kém nàng không biết bao nhiêu, từng cái yếu không thể yếu hơn nữa, ngắn ngủi không đến một năm, thế mà cả đám đều thành một phương đại lão. Sớm biết lấy thiên tư của Trương Sư, tuyệt không phải vật trong ao, nhất định bay lượn cửu thiên, nhưng nằm mơ cũng không nghĩ đến, từng đệ tử của hắn cũng thành cường giả đỉnh phong. Làm người ta nhìn lên. Đáng tiếc, cơ hội đã bỏ qua. Trong mắt nàng tràn đầy thất lạc. Trước đó cho rằng, thành hoàng đế của Hiên Viên Vương quốc, cũng đã cá chép nhảy long môn, bây giờ mới biết, cái gọi là bệ hạ, thật không bằng đi theo sau lưng Trương Sư, làm một học sinh nghe lời. Xem ra về sau đại lục này sẽ là thiên hạ của Trương Sư. Mạc Vũ lắc đầu, trong lòng thất lạc, cảm xúc một tiếng. Sơn mạch mây trắng bồng bềnh. Một cô gái khoanh chân ngồi trên nham thạch, trong mắt mang theo lo lắng. Chính là Ngọc Phi Nhi công chúa lúc trước cùng Trương Huyền tách ra. Sau khi rời Thanh Nguyên Thành, Ngọc Phi Nhi bái danh sư cửu tinh Kỷ Nhược Trần làm sư, giờ phút này đang tu hành. Sư muội, đây là tin tức lão sư vừa mới truyền lại. Một bóng người từ không trung bay xuống, đưa tới một thư tín. Ngọc Phi Nhi vội vàng xé ra, nhìn một cái, thân thể lập tức cứng đờ. Hắn là tiểu thiên tài Trương gia, chẳng phải chứng tỏ. Chương 2971, thiên hạ sợ hãi 2. Đúng vậy, vị Trương Huyền này quả thật là thiên tài, không chỉ thực lực bản thân tiến bộ nhanh, học sinh càng một cái so một cái xuất chúng. Lão sư cũng vô cùng kính nể, khen không dứt miệng. Bóng người cảm xúc, chỉ sợ không bao lâu, sẽ vang danh thiên hạ. Đúng vậy, Ngọc Phi Nhi không biết nghĩ cái gì mà đần độn. Tưởng ra. Ngươi nói vị Trương Huyền này, không chỉ sức một người đối kháng danh sư Đường truy nã, còn lắc mình biến hóa thành Trương gia gia chủ, đồ đệ từng cái mạnh mẽ vô song. Một trung niên bỗng nhiên xoay người, trợn mắt lên, giống như gặp quỷ. Vâng, chuẩn bị hậu lễ, hiện tại đi Trương gia gặp. Không cần, hắn không phải muốn đi Lạc gia cầu hôn ư. Chúng ta trực tiếp đi Lạc gia, đưa quà tặng, chúc phúc hai người bọn họ trăm năm hòa hợp. Không được, ta tự mình đi. Người trung niên bàn vẫy tay. Mộc gia, Mộc Phiên quỳ gối ở ngoài phủ đệ, không nhúc nhích. Vì lần nữa về gia tộc, hắn đã quỳ ở đây 10 ngày 10 đêm, chỉ bất quá không có một người để ý tới. Quản lý sự vụ chạy tới cầu khẩn cũng làm thinh. Thiên tài Mộc gia năm đó, căn bản không phải loại đãi ngộ này. Bất quá hắn cũng biết, ban đầu là mình làm không đúng,
chỉ cần có thể quay về, đừng nói 10 ngày, thời gian lại dài cũng có thể nhịn được. Cố nén thân thể suy yếu, Mộc Viên cắn chặt hàm răng. Kẹt kẹt. Ngay thời điểm có chút không kiên trì nổi, đại môn đột nhiên mở rộng, tộc trưởng trước đó căn bản không thấy được thân ảnh vội vã chạy ra. Mau dậy đi. Tộc trưởng tự mình đến trước mặt, đỡ hắn dậy, cho hắn nuốt vào một viên đan dược. Đan dược vào cổ họng, Mộc Viên lập tức cảm thấy lực lượng trong cơ thể đại tăng, trước đó mỏi mệt, thời gian nháy mắt biến mất không thấy hình bóng. Đây là đan dược cấp 9. Mộc Viên giật nảy mình. Thời điểm làm thiên tài, loại dược vật cấp bậc này cũng không có tư cách dùng, làm sao rời khỏi gia tộc lâu như vậy, ngược lại trực tiếp đưa đến trong miệng. Mộc Viên a hát, ta xem những năm này ngươi trải qua. Nếu ngươi nhận qua ân huệ của Trương Sư, lại quen biết hắn. Như vậy hiện tại ta đồng ý ngươi trở về gia tộc, càng ban tặng ngươi thân phận trưởng lão. Lần này Trương Sư muốn đi Lạc gia cầu hôn, ngươi liền đại biểu Mộc gia đưa hạ lễ đi. Tộc trưởng cười khanh khách nói. Trương Sư nào? Mộc Viên choáng váng. Đương nhiên là Trương Huyền Trương Sư, Trương gia gia chủ. Tộc trưởng cười nói. Trương Sư thành Trương gia gia chủ, còn là tiểu thiên tài. Mộc Viên sững sờ tại chỗ. Giờ mới hiểu được, vì sao tộc trưởng sẽ kích như thế độc, để hắn lần nữa nhận tổ quy tông. Nguyên lai chỉ vì hắn quen biết Trương Sư. Là Trương Sư thay đổi vận mệnh của hắn. Một màn đồng dạng xuất hiện ở vô số thế lực nhất lưu. Tóm lại hôm nay danh sư đại lục, khắp nơi bị một cái tên tràn ngập. Người người đều biết một cái tên là danh sư Trương Huyền. Đại lục kinh hoàng, thiên hạ sợ hãi. Chương 2972, ta không nghe rõ một. Đến nhà, nhìn thấy trước mắt rất nhiều cung điện kiến trúc đã sửa chữa xong xuôi, Hưng Kiếm Thánh mỉm cười. Lần nữa nhìn lại Trương gia, cảm giác trong lòng Trương Huyền đã hoàn toàn khác biệt. Trước mấy ngày vừa tới, một lòng muốn dạy dỗ vị tiểu thiên tài kia, cho Trương gia chút màu sắc nhìn một chút, hiện tại biết cái tên này là bản thân, địa phương một mực chán ghét lại là gia tộc của mình. Trong lòng cảm xúc không nói ra được. Nếu như sớm tìm ngươi trở về, sẽ không gây ra động tĩnh lớn như vậy. Nhớ tới thảm trạng trước đó nhìn thấy, Hưng Kiếm Thánh nhịn không được lắc đầu. Nếu có thể trước thời hạn nhận con, cùng Trương Huyền nhận nhau, sẽ không náo thành như vậy. Náo một chút cũng tốt. Nếu không người Trương gia các ngươi cả ngày cảm thấy lão tử thiên hạ đệ nhất, ta không ưa không khí này, Huyền Nhi chơi đùa một chút, cũng cho bọn họ biết, so với nhi tử của ta, cái gì thiên tài, cái gì huyết mạch tinh thuần, dùng tài nguyên nhiều hơn nữa, cũng là đồ ăn hại. Mộng Kiếm Thánh hừ lạnh. Nghe thê tử nói, Hưng Kiếm Thánh không biết làm sao phản bác, đành phải cười khổ lắc đầu. Ngươi nói cái gì cũng đúng. Hưng Kiếm Thánh tự mình dẫn đường, một đường phi hành không có bất kỳ ngăn cản. Thời gian không dài, lần nữa trở lại đại điện nghị sự. Vài ngày trước, Trương Huyền từng ở đây cùng đại trưởng lão Trương Vô Ngân đại chiến, hủy hoại vô số kiến trúc, giờ phút này cũng đã sửa chữa xong, giống trước đó như đúc, nhìn không ra dấu vết đổ sụp qua. Mẹ của ngươi ở trong gia tộc làm ầm ĩ qua mấy lần, phá nhà mấy lần, cho nên Trương gia chuyên môn lưu lại một đám lâm viên sư am hiểu kiến trúc, một khi có chuyện liền có thể kịp thời tu bổ. Thấy hắn nghi ngờ, Hưng Kiếm Thánh cảnh giác truyền âm tới. Nghe mẫu thân cách đó không xa cũng là phá hư vương, khóe miệng Trương Huyền co quắp. Nói thật, hắn phá hư thật không phải cố ý, chỉ là cơ duyên xảo hợp bất đắc dĩ, cùng mẫu thân cố tình làm là không thể so sánh nổi. Cung nghênh Quyền gia chủ, cung nghênh tiểu thiên tài quay về. Đi vào đại điện, liền nghe một thanh âm đồng loạt vang lên, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trong gian phòng đã đứng đầy người, chính là tất cả trưởng lão của Trương gia. Hưng Kiếm Thánh nhẹ gật đầu, cùng đám người Dương Sư, Trương Huyền sải bước đi vào, ngồi ở chủ vị. Dựa theo tình huống bình thường, lấy thân phận của Dương Sư, nhất định phải ngồi ở vị trí tốt nhất, nhưng hắn là sư đệ của Trương Huyền, mà Trương Huyền lại là hậu bối của hai vị Hưng, Mộng Kiếm Thánh, cho nên chỉ có thể ngồi ở phía sau cùng. Trương Huyền đúng là tiểu thiên tài mất tích 20 năm của gia tộc chúng ta, ngày hôm nay hắn đã trở về, xin làm phiền chư vị vất vả một chút. Chuẩn bị đồ vật cùng quá trình tế tổ kỹ càng, sáng mai nhận tổ quy tông, hơn nữa thiết lập vị trí tộc trưởng. Hưng Kiếm Thánh nhìn quanh một vòng. Thiết lập vị trí tộc trưởng. Đại tộc trưởng có ý tứ là, ngày mai liền muốn giao vị trí tộc trưởng cho tiểu thiên tài. Cái này có chút quá nhanh đi. Tất cả trưởng lão sững sờ. Tiểu thiên tài quay về, vị trí tộc trưởng sớm muộn cũng phải trả lại, thế nhưng cái này cũng khó tránh khỏi có chút quá vội vàng đi.
vừa tới Trương gia, cái gì cũng không hiểu, để hắn dẫn đầu, thật có thể để Trương gia càng ngày càng tốt, mà không phải càng ngày càng loạn. Ta phản đối. Trong đám người có một thanh âm hô lên. Ngẩng đầu nhìn lại, ngay sau đó liền thấy đại trưởng lão Trương Vô Ngân từ trong đám người đi ra. Thấy là hắn, lông mày của Hưng Kiếm Thánh nhíu một cái. Để hắn về trưởng lão viện tiếp nhận trừng phạt, không nghĩ tới thế mà còn ở nơi này. Nói ra lý do. Hưng Kiếm Thánh hừ một tiếng, híp mắt lại. Thật vất vả tìm được nhi tử, lòng tràn đầy vui sướng, không nghĩ tới mới về nhà, liền bị tộc nhân phản đối, để hắn cực kỳ không vui. Trương gia gia chủ, từ trước đều từ huyết mạch tinh thuần nhất trong tộc kế nhiệm, mặc dù Trương Huyền là con của ngươi, tiểu thiên tài gia tộc, nhưng huyết mạch của hắn đã đo lường không ra, không còn huyết mạch Trương gia, làm sao có thể kế thừa vị trí gia chủ. Đại trưởng lão nói, đo lường không được huyết mạch, không có huyết mạch Trương gia, đại trưởng lão, đây là có chuyện gì? Các trưởng lão khác đều sững sờ. Đo lường huyết mạch Trương Huyền, là Trương Vô Trần lặng yên làm, trong tộc chỉ có hai người biết, những người khác không hiểu rõ tình hình. Vô Trần trưởng lão, người tới nói một chút đi. Trương Vô Ngân nói. Vâng. Trương Vô Trần tiến về phía trước một bước. Chương 2973, ta không nghe rõ hai. Trước mấy ngày Trương Sư tới, ta nghi ngờ hắn là tiểu thiên tài, chuyên môn dẫn hắn đi huyết chỉ tiến hành đo lường, kết quả. Rất nhanh, sự tình Trương Huyền đi vào huyết chỉ nói rõ chi tiết một lần. Cái này, không có huyết mạch Trương gia, ngay cả người Trương gia cũng không phải, sao có thể trở thành gia chủ. Nghe xong giải thích, mọi người đều thì thầm với nhau, từng cái tràn đầy khiếp sợ cùng nghi ngờ. Năm đó tiểu thiên tài vừa ra đời, đo lường qua huyết mạch, cả gia tộc rung động, lúc này mới xác lập thân phận tộc trưởng. Nhưng 20 năm sau trở về, huyết mạch trong cơ thể một chút cũng không còn, còn sao làm tộc trưởng. Huyết mạch chi lực, là tiêu chí của Trương gia, Trương Huyền là tử đệ Trương gia, đã xác nhận quyền gia chủ, vậy thì không thể phủ nhận, nhưng mất đi huyết mạch Trương gia, không hợp tổ huấn, làm sao làm gia chủ được. Trở thành tộc trưởng, Trương Vô Ngân ôm quyền. Ta đều là vì gia tộc, mong quyền gia chủ nghĩ lại. Ngươi, Hưng Kiếm Thánh hất nắm đấm, sắc mặt tái xanh. Vốn cho rằng mang nhi tử trở về, có thể nhẹ nhõm kế thừa vị trí gia chủ, làm sao cũng không nghĩ đến, vị đại trưởng lão này nói một cái lý do liền chặn đường xít sao. Hắn nói không sai, gia tộc thật có quy định, huyết mạch đạt tới tiêu chuẩn nhất định mới có tư cách trở thành gia chủ. Hiện tại trong cơ thể nhi tử không có một chút huyết mạch, coi như lên làm gia chủ, cũng danh bất chính, ngôn bất thuận. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Tức sắp bùng nổ, nhưng cố nén lửa giận nhìn lại. Rất đơn giản, tìm người huyết mạch tinh thuần nhất, đạt tới tiêu chuẩn tới làm. Đại trưởng lão gật đầu. Huyết mạch của ta cũng không đạt tới tiêu chuẩn, người nào có thể tới? Hưng Kiếm Thánh híp mắt lại. Đối phương đây là cố ý khó xử. Hắn là huyết mạch tinh thuần nhất trong gia tộc hiện nay, nhưng vẫn không đạt tới tiêu chuẩn trở thành gia chủ, hắn cũng không được, những người khác ai có thể thành công. Đối phương rõ ràng là không muốn lập gia chủ. Huyết mạch của quyền gia chủ không đạt tới, không có nghĩa là người khác không đạt tới, trong tộc đã xuất hiện một vị có thể đạt tới tiêu chuẩn. Thậm chí còn vượt xa tiêu chuẩn. Trương Vô Ngân cười một tiếng, vẫy tay một cái. Vào đi. Hô. Ngay sau đó một bóng người từ ngoài cửa chậm rãi đi vào. Huyết mạch của hắn hoàn toàn phù hợp, so với tiểu thiên tài năm đó chỉ mạnh không yếu. Hoàn toàn có tư cách làm tộc trưởng. Trương Vô Ngân vẫy tay một cái, một cỗ lực lượng đặc thù bao phủ người kia, sau một khắc, trên bóng người lập tức tản mát ra hào quang chói sáng. Huyết mạch thật mạnh. Tất cả mọi người trong đại sảnh đồng tử co rụt lại. Quang mang chiếu rọi. Bọn họ cảm ứng được lực lượng huyết mạch trong cơ thể đối phương vượt xa bản thân, vượt qua không biết bao nhiêu, như liệt dương cực nóng. Ngay cả Hưng Kiếm Thánh cũng kìm lòng không được nhăn mày lại. Hắn cũng có thể cảm ứng ra, huyết mạch của đối phương mạnh mẽ hơn mình bao nhiêu, căn bản không cùng một cấp bậc. Huyết mạch của hắn vượt qua tất cả mọi người, phù hợp tiêu chuẩn, thiết lập hắn làm tộc trưởng, không biết ai phản đối. Thấy người đến trấn trụ mọi người, Trương Vô Ngân cười cười, nhìn quanh một vòng. Tiếng nói mới rơi, liền nghe Trương Huyền đột nhiên mở miệng. Ngươi tới. Trương Huyền, ngươi muốn làm gì? Tuy ngươi là tiểu thiên tài, nhưng huyết mạch không còn, đã không tới phiên ngươi nói chuyện, bây giờ chúng ta đang thảo luận nhân tuyển gia chủ, xin ngươi im miệng. Thấy đối phương nói chen vào, Trương Vô Ngân giận dữ.
Bất quá nói còn chưa dứt lời, chỉ thấy bóng người hắn mang vào kia vội vã đi tới trước mặt, đầu gối mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất. Đồ nhi Trương Cửu Tiêu, gặp qua lão sư. Bóng người mặt mũi chân thành, không phải người khác, chính là Trương Cửu Tiêu. Đứng lên đi. Trương Huyền cảm xúc một câu, dùng tay vuốt ve đầu Đồ nhi, lúc này mới ngẩng đầu lên, nhớ tới cái gì, nhìn về phía Trương Vô Ngân cách đó không xa. Đại trưởng lão, người mới vừa nói cái gì ấy nhỉ, ta không nghe rõ. Chương 2974, nhũ danh của Trương Huyền 1. Phốc, mắt Trương Vô Ngân tối sầm lại, thân thể nhoáng một cái, chỉ cảm thấy trong đầu thiên lôi trận trận, bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung. Hắn chỉ biết Trương Cửu Tiêu quen biết Trương Huyền, quan hệ coi như tạm được, nằm mộng cũng nghĩ không ra, cũng là học sinh của đối phương. Chiến sư Đường thật vất vả xuất hiện một thiên tài tuyệt đỉnh, có thể trở thành đường chủ, là học sinh ngươi, độc điện thật vất vả xuất hiện một vị tiên thiên độc thể, là học sinh ngươi, Khải Linh sư công hội xuất hiện một siêu cấp thiên tài sông Khải Linh lâu thành công, là học sinh ngươi, Băng Nguyên cung xuất hiện một thuần âm chất, là học sinh ngươi, Viên gia xuất hiện một vị long tê huyết mạch cũng là học sinh ngươi. Những cái này đều thôi. Trương gia ta bao nhiêu năm mới xuất hiện một vị huyết mạch tinh thuần, vậy mà cũng là học sinh của ngươi. Toàn bộ đại lục người có thiên tư, ngươi đều thu làm học sinh. Có cần khoa trương như vậy hay không? Cái này, không chỉ hắn phát điên, khóe miệng của Hưng Kiếm Thánh cũng co giật, suýt chút nữa từ trên chỗ ngồi rơi xuống. Huyền Nhi, hắn, cũng là học sinh của ngươi. Ha ha, Trương Huyền vẫn chưa trả lời. Mộng Kiếm Thánh ở một bên đã cười thở không ra hơi. Nàng có thể thấy được, Trương Vô Ngân kia rõ ràng là muốn báo thù, đánh mặt, nằm mộng cũng nghĩ không ra, hao hết vất vả tìm một gia hỏa huyết mạch tinh thuần, vẫn như cũ là học sinh của con trai mình. Ta vốn là một tử đệ bàng chi bình thường, huyết mạch mỏng manh, ngay cả tư cách tu luyện võ kỹ gia tộc cũng không có, là lão sư tinh luyện huyết mạch của ta, để cho ta thực lực tăng nhiều. Trương Cửu Tiêu quỳ trên mặt đất, cất cao giọng nói. Tinh luyện huyết mạch. Trước kia ngươi nói, huyết mạch của ngươi rất mỏng manh, là tiểu thiên tài giúp ngươi tinh luyện huyết mạch, mới đạt tới loại tình trạng này. Tất cả trưởng lão đều xôn xao. Sự tình Trương Cửu Tiêu, bọn hắn cũng biết một chút, chỉ là không nghĩ tới huyết mạch của hắn, không phải trời sinh, mà là được người tinh luyện. Vâng. Trương Cửu Tiêu gật đầu. Huyết mạch có thể tinh luyện. Đến cùng làm sao làm được? Ta nghe nói vị tiểu thiên tài này không chỉ thực lực mạnh mẽ. Học sinh từng cái lợi hại, chiến sư Đường đường chủ, Băng Nguyên cung cung chủ. Thậm chí Dương sư cũng là sư đệ của hắn, có thể tinh luyện huyết mạch, hẳn không khó a. Nói như vậy cũng có khả năng. Nghe xong Trương Cửu Tiêu nói, con mắt tất cả mọi người đồng thời sáng lên. Trong gia tộc, trọng yếu nhất chính là huyết mạch, nếu quả thật có phương pháp tinh luyện huyết mạch, thực lực cả gia tộc tuyệt đối có thể đột nhiên tăng mạnh, đạt tới một loại tình trạng để cho người ta khó có thể tưởng tượng. Hắn là đệ tử cuối cùng ta thu. Không để ý tới mọi người thảo luận, Trương Huyền trả lời Hưng Kiếm Thánh. Vốn nghĩ thu Trương Cửu Tiêu, đối kháng tiểu thiên tài, không nghĩ tới bản thân biến thành tiểu thiên tài. Thì không cần đối kháng nữa. Cái này, thấy nhi tử xác nhận, Trương Cửu Tiêu lại giống như đám người Trịnh Dương, ánh mắt lộ ra tôn sùng nồng đậm, Hưng Kiếm Thánh biết là thật, cũng không nhịn được cười ha ha một tiếng, nhìn về phía đại trưởng lão. Vô Ngân trưởng lão. Người nói huyết mạch nhi tử ta mỏng manh, không có tư cách trở thành gia chủ. Ta, Trương Vô Ngân nghẹn sắc mặt đỏ lên. Quyền gia chủ, Trương Vô Ngân bởi vì tự oán, bỏ qua tương lai Trương gia, ta đề nghị giam giữ hắn. Không sai, tên này vì tư dục bản thân, nghi ngờ thực lực của tộc trưởng, quả thực tội ác tày trời. Ta đề nghị, để hắn đi chiến trường địa quật, nghĩ lại lỗi lầm của mình. Bốn phía xôn xao, trước đó ủng hộ Trương Vô Ngân. Giờ phút này tất cả đều quay ngược mũi giáo. Có thể tinh luyện huyết mạch, chẳng khác nào nắm nhân tâm cả gia tộc trong tay, không ai sẽ cự tuyệt. Dù huyết mạch Trương Huyền thật không đủ tinh thuần, nhưng giúp những người khác tinh luyện, liền đủ làm gia chủ, làm tộc trưởng sẽ để cho tất cả mọi người thần phục. Người tới, dẫn đại trưởng lão đi. Chẳng muốn chú ý Trương Vô Ngân, Hưng Kiếm Thánh khoát tay áo, lúc này mới ngắm nhìn bốn phía. Nhi tử ta Trương Huyền, trở thành Trương gia gia chủ. Chư vị sẽ không có ý kiến chứ? Tiểu thiên tài vốn là gia chủ, hiện tại chỉ là xác lập chính danh, đối ngoại tuyên bố mà thôi. Ta đồng ý. Chương 2975, nhũ danh của Trương Huyền 2. Tất cả trưởng lão đồng thời ôm quyền. Vậy thì tốt, đều đi chuẩn bị đi. Còn nữa,
Sự tình hôm nay, ai cũng không thể truyền ra ngoài một câu, nếu không, chết. Thấy mọi người không phản đối, lúc này Hưng Kiếm Thánh mới thỏa mãn nhẹ gật đầu, bàn giao một câu. Năng lực tinh luyện huyết mạch, một khi tiết lộ, tất nhiên sẽ gây nên toàn bộ đại lục khiếp sợ, hắn cũng không muốn nhi tử gặp được phiền phức. Vâng, tất cả trưởng lão gật đầu đi ra ngoài. Cửu Tiêu, người cũng lui ra đi, những ngày này cố gắng lợi dụng huyết mạch, tấn thăng thực lực, chờ tu vi của ngươi vượt qua đại trưởng lão, liền có thể kế thừa vị trí gia chủ. Trương Huyền nói, tuy rất muốn hiện tại để hắn kế thừa vị trí gia chủ, nhưng mà thực lực còn không thể sánh vai đám người Trịnh Dương, quá mức nhỏ yếu, có chút danh bất chính, ngôn bất thuận. Vâng, lão sư. Trương Cửu Tiêu nhẹ gật đầu, lui ra ngoài. Huyền Nhi, ngươi. Nghe nhi tử muốn nhường vị trí gia chủ ra, Hưng Kiếm Thánh tràn đầy lo lắng. Một Trương gia gia chủ mà thôi, không tính là gì, ta muốn cái thân phận này, chỉ vì cưới Lạc gia tiểu công chúa, cưới nàng vào cửa, người nào thích làm người đó làm. Trương Huyền khoát tay áo, không mấy quan trọng. Cái gia chủ này, hắn thật đúng là không để ở trong mắt. Lên làm phiền phức càng ngày càng nhiều, còn không bằng đến lúc đó ném cho Trương Cửu Tiêu. Nhưng, Hưng Kiếm Thánh muốn tiếp tục nói chuyện, lại bị Mộng Kiếm Thánh đánh gãy. Nhi tử ta, về sau là người làm đại sự, Trương gia gia chủ mà thôi, đáng là gì? Chỉ có gia hỏa không có tiền đồ như ngươi, mới một mực bảo vệ. Khụ khụ, thấy mẫu thân lại bắt đầu chế nhạo cha, Trương Huyền bất đắc dĩ đánh gãy, mang theo nghi ngờ hỏi. Nếu như ta là con của các vị, lại là tiểu thiên tài huyết mạch tinh thuần nhất, tại sao lại đến Thiên Huyền Vương quốc? Lại vì sao huyết mạch một chút cũng không còn? Đây là hắn một mực kỳ quái. Trương gia mạnh mẽ không thể nghi ngờ. Làm thiên tài lợi hại nhất, tiên thiên thánh nhân, vì sao bản thân sẽ lưu lạc đến Thiên Huyền Vương quốc, loại địa phương ngay cả danh sư đường cũng không có. Hơn nữa ngay cả huyết mạch cũng không còn. Trọng yếu nhất là, tu vi từng bước một tấn cấp, cùng tiên thiên thánh nhân không có chút quan hệ nào. Chuyện này nói rất dài. Năm đó ngươi vừa ra đời, hào quang đầy trời, khí tức rộng lớn, rất nhiều bài vị tiền bối thần phục, ngay cả tượng Khổng Sư cũng lơ lửng bay lên, bởi vậy được mệnh danh vài vạn năm qua, huyết mạch tinh thuần nhất. Nghe được hỏi thăm, Hưng Kiếm Thánh than thở một tiếng, chậm rãi nói. Tượng Khổng Sư lơ lửng bay lên, cho nên, tên ta là Trương Huyền. Ánh mắt Trương Huyền sáng lên nói. Ngươi, tên trước đó, đương nhiên không gọi Trương Huyền. Hưng Kiếm Thánh nói. Nếu như gọi cái này, đã sớm tìm tới ngươi, cũng không chỉ hoãn đến bây giờ. Gọi là cái gì? Cái này. Hưng Kiếm Thánh hơi đỏ mặt. Hay là không nói? Chẳng lẽ cái tên này có gì không ổn? Trương Huyền kỳ lạ. Tên ngươi là bởi vì tượng Khổng Sư lơ lửng bay lên, biểu lộ cảm xúc, chỉ bất quá xa xa không có dễ nghe như Trương Huyền. Mộng Kiếm Thánh ở một bên hừ một tiếng, tràn đầy tức giận. Gọi, Trương Điêu Phi. Chương 2976, tên của Hưng Kiếm Thánh 1. Phốc. Trương Huyền mới vừa uống vào một ngụm nước trực tiếp phun ra, suýt chút nữa khóc lên. Trương Điêu Phi, treo bay lên, đây là tên nhân loại ư, ngươi làm cha tùy ý lấy tên, là nghiêm túc sao? Rất khó nghe đúng không? Bởi vì cái này tên, hai ta chừng mấy ngày không có nói chuyện qua. Mộng Kiếm Thánh nói đến đây, vẫn tức giận bất bình. Tình huống của hắn, ngươi cũng không phải không biết, tên càng khó nghe càng dễ nuôi sống. Không phải ta cũng cầu cái may mắn sao? Lại nói, nhũ danh mà thôi, đại danh còn không phải có thể lấy dễ nghe một chút. Hưng Kiếm Thánh xấu hổ cười một tiếng. Một vài hài tử ra đời thân thể không tốt, hoặc có vấn đề, bình thường đều sẽ lấy tên khó nghe, tỉ như Cẩm Đảm, Cẩu Thẳng, Mao Đản, Nhị Đản, tên càng khó nghe, càng dễ nuôi sống. Tình huống con của hắn, người ngoài thoạt nhìn huy hoàng, tình huống thật bọn họ biết rất rõ ràng, chỉ có thể làm lấy tên khó nghe, trấn áp số mệnh. Hơn nữa nhũ danh mà thôi, lúc trưởng thành đổi thành đại danh, những người khác sẽ quên đi. Còn không biết xấu hổ nói đại danh, người bây giờ nói cho nhi tử một chút, người lấy đại danh gọi là gì? Mộng Kiếm Thánh hừ lạnh. Cái này. Hưng Kiếm Thánh vào đầu, nói không ra lời. Tên gì? Trương Huyền lần nữa nhìn qua. Gọi, An Bang. Hưng Kiếm Thánh nói. Trương An Bang. Phốc. Trương Huyền lần nữa phun ra một ngụm nước, suýt chút nữa nghẹn chết. Tên này tuy không có khó nghe như chim bay, nhưng quá tục. Thật không khó nghe, ta tên Trấn Hưng, người gọi An Bang, rất phù hợp A Hát.
Hưng Kiếm Thánh gật đầu. Trấn Hưng, Trương Trấn Hưng. Khóe miệng Trương Huyền giật một cái. Trước đó một mực nghe Hưng Mộng Kiếm Thánh, chỉ lấy một chữ trong tên, vốn cho rằng cha có thể có cái tên khí phách, kết quả. Trương Trấn Hưng. Tốt a, càng tục. Trương Huyền vuốt trán, vẻ mặt u oán. May mắn lúc nhỏ mất tích, nếu không cùng người đại chiến, nhảy một cái đi ra, lớn tiếng la lên, tại hạ Trương An Bang, cao thủ đối diện xưng tại hạ Lý Định Quốc. Sẽ xấu hổ như thế nào a hát? Vẫn là gọi Trương Huyền đi, ta cảm thấy thật dễ nghe. Trương Huyền lắc đầu, không muốn dùng tên đối phương lấy, Trương Huyền tiếp tục nhìn qua. Ta ra đời nhiều dị tượng như vậy, hơn nữa trời sinh huyết mạch mạnh mẽ, hẳn là nhận bảo vệ rất tốt mới phải, vì sao? Người đi theo ta dẫn người đi xem một vật. Thấy hắn tiếp tục hỏi thăm, không biết trả lời như thế nào, sau một lúc lâu, Hưng Kiếm Thánh đứng dậy. A Mộng, Dương Sư, các ngươi đừng theo, chuyện này để ta cùng Huyền Nhi đơn độc nói đi. Chương 2977, tên của Hưng Kiếm Thánh 2. Dương Sư cùng Mộng Kiếm Thánh đồng thời nhẹ gật đầu. Đi thôi. Hưng Kiếm Thánh dẫn đường, hai người một trước một sau, đi một hồi, đi tới một ngôi đại điện. Đại điện u ám ngột ngạt, không có bất kỳ ánh sáng gì, bốn phía có phong ấn đặc thù vây quanh, đi tới trước mặt, bàn tay Hưng Kiếm Thánh ở trên vách tường nhẹ nhàng nhấn một cái. Phần phật. Trong điện hỏa diễm bùng cháy, chiếu đèn đuốc sáng trưng. Trương Huyền nhìn lại phía trong, xuất hiện ở trước mắt không phải đại sảnh, mà là một lối đi hẹp, bốn phía điêu khắc vô số phù điêu. Đi vào thông đạo, Hưng Kiếm Thánh tới trước mặt một phù điêu. Phía trên vẽ một lão giả râu bạc trắng, đang cùng dị linh tộc đại chiến, tình hình chiến đấu thảm liệt, đủ loại lực lượng tụ đến, dường như xé rách thiên địa. Sau lưng lão giả, là một đám dân chúng không có tu vi, xem ra chỉ cần lão giả tử vong, những người này đều phải đối mặt vận mệnh bị giết, bị tàn sát. Đây là Trương gia chúng ta, đời tiên tổ thứ nhất, cũng là vị gia chủ thứ nhất Trương gia, tu vi khoáng tuyệt cổ kim, đạt đến cổ thánh, cả đời vì nhân tộc đại chiến 37 chàng. Mỗi một chàng đều hao hết sinh mệnh, bất cứ lúc nào cũng sẽ dầu hết đèn tắt. Nếu như không có hắn, Trương gia sẽ không lưu giữ, nhân tộc ít nhất cũng phải thương vong hơn phân nửa, có thể nói, hắn là công thần không thể quên của toàn bộ nhân tộc. Hưng Kiếm Thánh giải thích, trong mắt mang theo tôn kính. Trương Huyền gật đầu. Trong lịch sử nhân tộc, có vô số nhân vật anh hùng xúc động lòng người, không có bọn họ liền không có ổn định phồn vinh hiện tại. Vị tiên tổ đời thứ nhất Trương gia này. Trước hắn nghe nói qua tin đồn, quả thực kỳ tài có 102, mặc dù kém xa Khổng Sư, nhưng ở trên đại lục là đại nhân vật danh dương hiển hách. Một người một kiếm, giết vào đại bản doanh dị linh tộc 2 lần, chém giết vô số hoàng giả, cứu không dưới 20 vị danh sư cửu tinh. Có một lần đại quân dị linh tộc xâm phạm, hắn một người một kiếm chặn đối phương trọn vẹn 3 ngày thời gian, lúc này mới bảo vệ ngàn tỷ nhân loại, trở thành thần thoại ca tụng. Đây là đời gia chủ thứ 2. Đồng dạng đạt đến cổ thánh, cùng dị linh tộc chiến đấu, to to nhỏ nhỏ cộng lại chừng trăm chàng, toàn thân trọng thương 77 chỗ, thời điểm tuổi thọ đến cuối, ngực còn có một đoạn xương tay của dị linh tộc không có móc ra. Đây là gia chủ đời thứ 3, xâm nhập địa quật, lúc chiến đấu bàn tay bị chém đứt, kết quả hắn đổi lại móng vuốt thánh thú, tu luyện ra võ kỹ đặc thù. Đây là đời gia chủ thứ 4. Đây là đời gia chủ thứ 9. Dọc theo thông đạo chậm rãi về phía trước. Mỗi một chỗ điêu khắc, đều viết lấy huyền thoại một thời đại. Sau vài vạn năm Khổng Sư rời đại lục, dị linh tộc tiến công không biết bao nhiêu lần, nhưng đều bị ngăn cản, không chỉ danh sư đường, chiến sư đường, vô số cường giả dâng hiến sinh mệnh, Trương gia chúng ta cũng có vô số công lao. Có thể nói, Trương gia đệ nhất gia tộc, là dùng máu tươi giết ra, dựa vào sinh mệnh lấp vào, mà không phải dựa vào thực lực, Diễu Võ Dương Oai liền được đồng ý. Hưng Kiếm Thánh nói. Trương Huyền siết chặt nắm đấm. Biết lịch sử trước kia, nhìn thấy vài bức phù điêu trước mắt, có thể cảm nhận được năm đó thảm liệt. Những tiền bối này, vì nhân tộc phồn vinh, từng cái ném đầu lâu tung nhiệt huyết, hy sinh quá lớn. Trước kia cảm thấy Trương gia dựa dẫm thân phận đệ nhất gia tộc, ép người khác đi làm chuyện không muốn làm, trong lòng hơi có phê bình kín đáo, nhìn thấy những thứ này mới biết được, có thể ở đại lục sừng sững không ngã, quả thực trả giá càng nhiều hơn những người khác. Hơn một vạn năm trước, thiên địa gặp đại biến, lại không người có thể đột phá cổ thánh. Nhân loại đến thời kỳ sinh tử tồn vong chân chính. Vẻ mặt Hưng Kiếm Thánh nghiêm túc. Vì có thể đối kháng dị linh tộc, để hậu bối an cư lạc nghiệp, lúc ấy một nhóm cổ thánh còn tại thế ước định,
lấy thủ đoạn đặc thù ngủ say, một khi phát sinh chiến sự liền đánh thức. Cùng người đối chiến, đợi đối thủ lui đi sẽ tiếp tục ngủ say. Tuy như vậy không khác gì chết, nhưng vì nhân tộc, bọn họ nguyện ý làm. Cái này, Trương Huyền há mồm, thật lâu không cách nào khép lại. Tuy trước đó nghe Dương Sư nói, đại lục còn cổ thánh, dựa vào bí pháp sống sót, biết nguyên nhân bọn họ sống sót, vẫn kìm lòng không được sinh ra bội phục. Tu vi có thể đột phá đến cổ thánh, không có chỗ nào mà không phải nhân vật kinh tài tuyệt diễm, loại người này, miễn là còn sống, tuyệt đối có thể hưởng thụ đãi ngộ tốt nhất, tài nguyên tối ưu nhất, nhưng bọn hắn cái gì cũng không cần, vì có thể bảo vệ nhân tộc, trực tiếp lâm vào ngủ say, để kéo dài sinh mệnh, chỉ vì chiến đấu. Loại đức tính này, làm người ta ngưỡng mộ. Chương 2978, nguồn gốc thai độc 1. Chỉ cần tỉnh lại, chính là chiến đấu, chính là chém giết, chính là trọng thương. Nhưng chỉ cần có thể bảo hộ nhân tộc, để nhân tộc không ngừng kéo dài, bọn họ nguyện ý trả giá. Hốc mắt của Hưng Kiếm Thánh ửng hồng. Chính là có những người này thủ hộ, nhân tộc chúng ta mới có thể một mực ổn định phát triển, các thành phố lớn người người an cư, không đến mức lần nữa biến thành nô lệ, không rõ sống chết. Căn cứ tư liệu ta biết, lúc ấy có một vị cổ thánh, chỉ có hơn 500 tuổi, còn có hơn 1.000 năm tuổi thọ, hơn nữa mấu chốt nhất là, mới vừa cùng một vị cổ thánh kết làm đạo lữ, nhưng biết đại lục không cách nào xuất hiện cổ thánh, liền dứt khoát kiên quyết sử dụng bí pháp, lâm vào ngủ say. Sau này trên vạn năm, mỗi lần đại chiến, mới có thể cùng vợ gặp lại, thậm chí không thể nói nửa câu. Càng khiến người ta thương tâm là, trong một lần đại chiến ở 5.000 năm trước, đạo lữ của hắn bị ba hoàng giả dị linh tộc vây công chết đi. Vì cứu đối phương, hắn thiêu đốt sinh mệnh, cùng người yêu ra đi. Không tuyển chọn như vậy mà nói, hơn 1.000 năm tuổi thọ, có thể tiêu giao thiên địa, trải qua sinh hoạt giống như thần tiên, thậm chí có thể bồi dưỡng ra một nhóm lớn đệ tử. Đáng tiếc, vì nhân tộc có thể kiên trì lâu hơn một chút, từ bỏ tất cả. Còn có một vị cổ thánh, thời điểm làm ra quyết định, con gái mới vừa ra đời. Nữ nhi của hắn thiên phú không cao, ngay cả thánh vực cũng không có đạt tới, cùng người chiến đấu bị thương, sống không đến 100 tuổi liền chết, nhưng trong khoảng thời gian này không có chiến tranh, vị cổ thánh kia một mực ngủ say, thẳng đến nữ nhi của hắn chết, cũng không có nhìn thấy một lần. Tỉnh lại lần nữa, biết con gái đã qua đời mấy chục năm, buồn bực hồi lâu, một câu không nói, lần nữa xông lên chiến trường. Đáng tiếc lần ấy có đi không có về. Trên nắm tay của Hưng Kiếm Thánh toát ra gân xanh. Nhớ tới những tiền bối từng vì nhân tộc trả giá, kìm lòng không được run rẩy. Bí pháp cổ thánh ngủ say, có thể làm cho bọn họ một mực còn sống. Nhưng sẽ già. Trương Huyền buồn bực phút chốc, hỏi. Những bí pháp ngủ say này, rất giống kiếp trước đóng băng người, tuy có thể sống càng dài, nhưng đối với sinh mạng cũng có tổn thương không thể xóa nhòa. Coi như về sau lần nữa phục sinh, khẳng định cũng không thể giống như trước. Cổ thánh bí pháp, có thể kéo dài sinh mệnh. Nhưng sinh mệnh vẫn trôi đi, nói cách khác vẫn sẽ ở trong ngủ mê già đi. Chẳng qua già chậm một chút mà thôi. Thật ra thì những bí pháp này, nói đến phức tạp, giải thích cực kỳ đơn giản. Chính là địa phương bọn họ ngủ say, tốc độ thời gian trôi qua cùng nơi này không giống, chậm hơn một chút. Bên trong một năm, bên ngoài 10 năm. Chỉ là cho dù là tỷ lệ 1 giờ 10, sinh mệnh vẫn sẽ giải yếu, trên vạn năm trôi qua, tương đương với sống hơn 1.000 năm. Người trẻ tuổi lúc ấy ngủ say, giờ phút này cũng già trên 80 tuổi, huống chi thường xuyên đối mặt chiến sự thảm liệt, bị sát khí của dị linh tộc xâm nhập thân thể. Già yếu càng nhanh, Hưng Kiếm Thánh tiếp tục nói. Cho nên năm đó đám cổ thánh sống sót kia, hầu như tuổi thọ tất cả đều đến điểm cuối cùng. Tuy dị linh tộc trong thời gian ngắn không cách nào phá tan phong ấn, quy mô xâm phạm, nhưng một khi mất đi lực lượng cổ thánh, bất cứ lúc nào nhân tộc cũng sẽ bị diệt. Trương Huyền gật đầu. Cổ thánh, trên thực tế có chút tương tự bom nguyên tử kiếp trước, có, dù không ra, cũng đại biểu nội tình và thực lực, không có, vậy thì chờ tùy thời bị hủy diệt. Nhân tộc đại lục, dị linh tộc ngấp nghé không biết bao lâu, một mực ẩn núp, chỉ sợ cũng là đang chờ đợi loại thời cơ này. Dù sao dị linh tộc trời sinh thọ mệnh dài hơn nhân loại, coi như bọn họ không ngủ say, cũng có thể mài chết cổ thánh nhân tộc ngủ say. Đây là chủng tộc khác biệt, không có cách nào bù đắp. 20 năm trước, Khúc Phụ dung chuyển, Khổng Miếu lúc ẩn lúc hiện, dẫn tới dị linh tộc rối loạn, bất cứ lúc nào cũng sẽ tấn công, đại chiến ở địa quật khắp nơi phát sinh. Mà cổ thánh nhân tộc, số lượng còn lại đã không nhiều lắm. Hưng Kiếm Thánh nói tiếp. Vị cổ thánh cuối cùng của Trương gia đi vào chiến đấu.
vị cuối cùng, Trương gia có mấy vị cổ thánh ngủ say như vậy? Chương 2979, nguồn gốc thai độc 2. Trương Huyền nhìn không được hỏi. Hết thảy 9 vị, chỉ bất quá nhiều năm chiến tranh, một cái tiếp một cái, tất cả đều vẫn lạc hoặc ngủ say không cách nào tỉnh lại, hiện tại chỉ còn lại có một vị, cũng chính Trương gia gia chủ thứ 27, Trương Hoàng Thiên. Một vị. Trương Huyền gật đầu. 9 vị cổ thánh, chỉ còn lại có một người, Trương gia xác thực vì nhân tộc cống hiến rất lớn. Đúng vậy, 20 năm trước chiến tranh cực kỳ thảm liệt, Trương Hoàng Thiên tiên tổ bị trọng thương, bất cứ lúc nào cũng sẽ tử vong. Muốn hắn tiếp tục sống sót, vì nhân tộc tiếp tục chiến đấu, chỉ có một phương pháp. Chính là truyền vào huyết mạch Trương gia càng tinh thuần. Hưng Kiếm Thánh nói đến đây, bắp thịt trên mặt siết chặt, hốc mắt ửng hồng. Lúc ấy huyết mạch tất cả mọi người trong tộc đều không đủ tư cách, không đạt tới tiêu chuẩn. Chỉ có ngươi còn ở trong thai, thông qua được kiểm tra. Ta, thân thể Trương Huyền chấn động, rốt cuộc minh bạch vì sao đối phương muốn dẫn mình tới nơi này. Lúc ấy có hai loại tình huống, thứ nhất, không dùng huyết mạch của ngươi, như thế Trương Hoàng Thiên tiên tổ sẽ trực tiếp tử vong, nhân tộc thiếu một hậu thuẫn chống cự dị linh tộc. Thứ hai, mượn dùng huyết mạch của ngươi cứu người, nhưng còn chưa ra đời, sinh mệnh liền gặp nguy hiểm, bất cứ lúc nào cũng sẽ tử vong. Nói đến đây Hưng Kiếm Thánh dừng lại, qua thật lâu mới than thở lên tiếng. Ta lựa chọn thứ hai. Cái này. Trương Huyền lặng im. Cái này đích xác là nan đề khó khăn. Đặc biệt là đối với phụ thân mới vừa có hài tử như Hưng Kiếm Thánh. Lựa chọn thứ nhất, nhân tộc thiếu đi cổ thánh, khả năng bất cứ lúc nào cũng sẽ bị diệt, tổ chim bị phá, chứng có an toàn. Nhân tộc cũng mất, Trương gia đương nhiên không còn tồn tại. Nhưng lựa chọn thứ hai. Tương đương với tự tay bóp chết hài tử còn không có ra đời, trong lòng khó chịu có thể tưởng tượng được. Bất quá, có thể lựa chọn thứ hai, mặc dù vị phụ thân này nói chuyện không đáng tin cậy, đặt tên không đáng tin cậy, còn có chút sợ vợ. Nhưng làm việc thật không thể nói. Một người bị tước đoạt huyết mạch, chỉ có một con đường có thể đi, cái kia chính là chết. Nhưng ta không cam tâm, ta tìm Dương Sư, mượn nhờ một bí pháp trong truyền thuyết. Để một vị độc sư... Ở trong bụng mẹ của ngươi hạ một loại kịch độc đặc thù, dùng độc mô phỏng theo huyết mạch, bảo đảm cho dù bị tước đoạt huyết mạch, cũng có thể có chút sinh cơ sống sót. Sau khi ngươi sinh, Dương Sư tự mình ra tay, cuối cùng thành công, Trương Hoàng Thiên tiên tổ được cứu vớt, lần nữa lâm vào ngủ say, nhưng ngươi trọng thương bất cứ lúc nào cũng sẽ tử vong, vì có thể để ngươi sống sót, đành phải lợi dụng truyền tống trận, đưa đến cổ địa không biết tên, hy vọng có một ngày, huyết mạch có thể sinh ra lần nữa. Nói đến đây, Hưng Kiếm Thánh nhìn qua, khuôn mặt áy náy. Hiện tại xem ra, thành công. Hài tử, là cha không có năng lực, để ngươi chịu khổ. Chương 2980, thực lực tăng vọt 1. Thì ra là thế. Trương Huyền giật mình. Trước đó tất cả nghi ngờ, giờ phút này toàn bộ hiểu rõ. Khó trách tiền thân trời sinh thánh nhân, sẽ lưu lạc tới Thiên Huyền Vương Quốc, không cha không mẹ, không có cái gì, mấu chốt chết cũng không có người biết được. Nguyên lai là bị tước đoạt huyết mạch. Mặc dù không biết làm sao tước đoạt huyết mạch, nhưng khẳng định không kém Triệu Nhã bị chấn vỡ kinh mạch, đối với bản chất sinh mạng có tổn thương chí mạng, nếu như không phải tiền thân nội tình mạnh mẽ, cao thủ Trương gia nhiều như mây, tài nguyên phong phú, chỉ sợ lúc ấy đã chết, căn bản kiên trì không đến lúc mình xuyên qua. Không đúng, nếu như tiên thiên thai độc là bọn họ gây nên, vì sao Khổng Sư cũng có thai độc? Trương Huyền nhíu mày. Trong cơ thể Khổng Sư có thai độc, là mới vừa hỏi thăm qua, nhưng thời đại hắn, vẫn có thể trở thành cổ thánh, không cần thiết bỏ qua như vậy, cuối cùng sẽ không cũng có trải qua tương tự nha. Người nói loại kịch độc thay thế huyết mạch này, là loại hình thái nào? Đối với người có ảnh hưởng gì? Trương Huyền nghĩ đến cái này, vội vàng hỏi. Loại độc này, có thể tạm thời thay thế huyết mạch, để cho thân thể người ta không đến mức trong thời gian ngắn sụp đổ, nhưng đối với thân thể cũng sẽ có tổn thương rất nặng. Trước 20 tuổi, không có kỳ ngộ đặc thù, có thể sẽ trực tiếp chết hiểu. Hưng Kiếm Thánh nói đến đây, nhìn lại. Người bây giờ vượt qua 20, hơn nữa thực lực mạnh mẽ, tu vi tinh thuần, độc hẳn đã giải quyết. Học sinh của nhi tử là độc điện điện chủ, khẳng định có lý giải với kịch độc cực sâu, hơn nữa nhìn thấy hắn hoàn hảo không chút tổn hại, cảm thấy khẳng định đã giải quyết độc, nên không quá lo lắng. Cái này, đã giải. Trương Huyền sợ đối phương suy nghĩ nhiều. Nên gật đầu. Đối phương nói 20 tuổi không có kỳ ngộ đặc thù, sẽ trực tiếp chết hiểu, thoạt nhìn tiền thân quả thực là chết ở dưới thai độc,
chỉ bất quá thai độc của mình bây giờ, cùng trong người đối phương có phải một loại hay không, vậy thì không nhất định. Dù sao Khổng sư chuyên môn nói qua, giải quyết thai độc, sẽ có phiền toái càng lớn. Vô cùng có khả năng, Thiên Đạo Thư Viện xuất hiện ở trên người mình, sẽ xảy ra biến cố gì không muốn người biết. Bất quá những thứ này đều không trọng yếu nhất là, mau chóng tăng cao tu vi, đạt tới danh sư cửu tinh lại nói. Xong rồi, nhân quả chuyện này ngươi đã biết, ngày hôm nay nhiều sự tình như vậy, chắc hẳn cũng đã mệt mỏi, nghỉ ngơi thật tốt đi, ngày mai mang ngươi tế tổ, kế thừa vị trí gia chủ, sau đó đi cưới người trong lòng của ngươi. Thấy hắn tâm thần hoảng hốt, còn tưởng rằng nghe được tin tức quá mức rung động, có chút không thích ứng, Hưng Kiếm Thánh cười cười nói. Trương Huyền nhẹ gật đầu. Đối phương không nói vẫn không cảm giác được gì, nói ra quả thực cảm thấy tâm thần mệt mỏi. Sau khi lực lượng giọt nước của Khổng sư biến mất, thân thể có chút không chịu nổi, nhưng sự tình quá nhiều, vẫn kiên trì tới hiện tại. Đúng rồi, trong tay ngươi có linh thạch tuyệt phẩm không, hoặc là loại bảo vật linh khí sung túc, cho ta một chút, ta nhân cơ hội củng cố tu vi, nhìn xem có thể đột phá hay không. Đi ra cung điện, Trương Huyền nhìn trung niên trước mắt hỏi. Tuy xác nhận vị trước mắt là cha của tiền thân, trong lòng cũng có chút công nhận, nhưng muốn hắn hô cha còn khó mà làm được. Biết nhi tử lớn như vậy, một ngày không có ở bên, không xưng bản thân là cha cũng rất bình thường, Hưng Kiếm Thánh không có gì không vui, chỉ hơi có chút thất vọng, sau đó nhẹ nhàng cười một tiếng. Củng cố tu vi, linh thạch tuyệt phẩm, ta không có bao nhiêu, chỉ có hơn 2.000 viên, người lấy trước dùng đi. Bảo bối có thể cung cấp linh khí cũng có một chút, trong 10 cái bình ngọc này, mỗi cái đều có một loại đan dược cấp 9, có thể bổ sung linh khí hao tổn trong cơ thể. À, đúng. Nơi này còn có hai hồ lô, địa mạch tủy dịch, hiệu quả cũng không tệ. Hai khối bạch ngấn linh thạch này, là ta ở một lần thí luyện lấy được, hữu dụng khi tu vi tấn cấp. Nói xong cổ tay khẽ đảo, mặt đất lập tức nhiều ra một đống lớn đồ vật. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 126.